các bạn thân mến, người đàn ông với vẻ ngoài tử tế, đàng hoàng luôn khiến mọi người ngưỡng mộ về sự chân thành và trách nhiệm. Ai cũng tin rằng người đàn ông ấy không bao giờ làm điều gì sai trái, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Người đàn ông ngoại tình, dù khéo léo giấu kín đến đâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi sự thật. Phía sau bộ mặt hiền lành ấy lại ẩn chứa những âm mưu khó lường và sự phản bội không ai ngờ tới. Sự bình thản của anh ta chỉ càng khiến những dối trá trở nên đáng sợ hơn đến khi mọi chuyện vỡ lở, sự thật sẽ khiến người ta choáng váng đến mức nào. Mà các bạn đón nghe chuyện ngắn Bí mật vụng trộm qua phần thể hiện của Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Hà Nội vào đầu mùa thu luôn mang một vẻ đẹp khác biệt, cái nắng không còn quá gay gắt, thay vào đó là tiết trời hơi xe lạnh khiến mọi thứ như chậm lại. Ngọc San ngồi trong phòng khách, vừa kiểm tra vài giấy tờ công việc vừa để mắt đến minh an đang chơi đùa với đồ chơi gần đấy con bé bất chợt ngẩng đầu lên giọng ngây thơ cất tiếng mẹ ơi hôm qua con thấy bố đứng trước cổng trường tiểu học bố đang đón một bạn nam gọi bố là bố đấy ngọc san hơi giật mình trước câu nói của con nhưng rồi cô bật cười xoa đầu minh an con nhớ nhầm rồi đấy bố đang đi công tác mà sao có thể ở đó được minh an nhíu mày cố gắng khẳng định không, con thấy thật mà mẹ, bố đón bạn ấy, bạn ấy còn chạy ra gọi bố ơi to lắm." Ngọc San lắc đầu cười nhẹ. "Chắc còn nhớ bố quá nên nhìn nhầm thôi, đừng nghĩ nhiều, bố sẽ về sớm với con mà." Con gái nghe mẹ nói vậy, cũng không tranh cãi thêm, lại quay về tiếp tục chơi. Một vài ngày sau, khi đang nấu cơm trong bếp, Minh An lại chạy tới lặp lại chuyện về bố ở cổng trường tiểu học. "Mẹ ơi, con lại thấy bố đứng ở cổng trường đón bạn nhỏ kia, bố cười với bạn ấy nữa. Ngọc San thở dài, cô giữ bình tĩnh quay lại nhìn con. Mẹ đã nói rồi, con đừng bị chuyện như vậy nữa, bố đang đi công tác, không thể có chuyện đó được, tập trung học bài đi con, đừng nghĩ ngợi lung tung. Lần này, Minh An im lặng, có chút sợ sệt trước giọng nói nghiêm nghị của mẹ, con bé lặng lẽ quay đi, đôi mắt buồn bã. Chiều nay, Ngọc San đang ngồi trong văn phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi chỗ làm. Cô vội vã cho laptop vào túi, mắt liếc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng kiểm tra điện thoại. Còn 10 phút nữa là đến giờ đón con ở trường mầm non. Vừa định bước ra khỏi bàn làm việc thì điện thoại bất ngờ reo lên một số lạ. Cô nhíu mày lẩm bẩm, ai gọi giờ này nữa, lại số lạ. Dù hơi bực mình nhưng San vẫn nhắc máy. Alo, ai đấy ạ? À? Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông nghe lạnh lùng và xa lạ. "Chị là Ngọc San đúng không? Chúng tôi gọi từ cơ quan kiểm tra tài sản, cần xác nhận một vài thông tin quan trọng liên quan đến tài sản của chị." San khựng lại một chút, đôi mắt nghi ngờ, cô đặt túi xách xuống ghế, bước tới bên cửa sổ, tay siết chặt điện thoại. Bầu trời bên ngoài bắt đầu sẫm tối, ánh đèn đường đã lác đác sáng lên, cô đáp giọng cố giữ bình tĩnh. "Tài sản nào cơ anh?" Sao tôi chưa nghe nói gì về việc kiểm tra này nhỉ? Hay anh gọi từ đâu vậy?" Người đàn ông tiếp tục, giọng thúc ép hơn. "Đây là chuyện khẩn cấp, nếu chị không xác nhận ngay thì tài sản của chị có thể gặp rủi ro. Cơ quan chúng tôi cần thông tin cá nhân của chị để kiểm tra và xác thực." Nghe đến đây, San bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô quay lưng lại, thở dài, ánh mắt thoáng bực bội. Cô chẳng cần phải nghĩ nhiều để nhận ra sự mờ ám của cuộc gọi này. "Chuyện gì mà quan trọng thế này?" sao không có thông báo gì trước tài sản của tôi thì anh cũng chẳng biết là gì tôi thấy anh đang lừa đảo rồi người đàn ông vẫn kiên trì dù giọng có chút lúng túng không đâu chị đây là công việc chính thức chỉ cần chị cung cấp thông tin là sẽ được xử lý ngay san bật cười nhẹ giọng cô hoàn toàn thay đổi trở nên cương quyết thôi tôi không có thời gian cho mấy trò này đâu lừa đảo là rõ rồi tạm biệt cô cúp máy một cách dứt khoát không đợi thêm một giây nào nữa lòng cô trào dâng cảm giác bực bội vì đã mất thời gian cho cuộc gọi vô nghĩa. Cô nhanh chóng kiểm tra lại đồng hồ rồi lấy túi sách vội vã bước ra khỏi phòng làm việc. Ra đến bãi đậu xe, cô nhanh chóng nổ máy và phóng đi. Đường phố giờ tan tầm thật đông đúc, từng hàng xe nối dài. Khi đến cổng trường, cô thấy Minh An đang đứng đợi ở đó cùng cô giáo. Thấy mẹ đến, con bé liền chạy ra, gương mặt rạng rỡ Mẹ, mẹ đến rồi. Mẹ xin lỗi nha, mẹ đến muộn một chút. Ngọc San vội vàng giải thích, vừa cúi xuống xoa đầu con, vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì không đến quá muộn. Ngọc San chào cô giáo, rồi dắt Minh An ra xe. Khi cô đang mở cửa xe, ánh mắt bỗng vô tình bắt gặp một hình ảnh ở phía đối diện. Cô giữ người, bàn tay khựng lại giữa không trung. Phía bên kia đường, trước cổng trường tiểu học, một bóng dáng quen thuộc hiện ra, là Lâm Chính chồng cô. Nhưng anh ấy không thể nào ở đây được. Anh nói rằng đang đi công tác ở Đà Nẵng và phải ngày mai mới về nhà cơ mà cô cảm thấy bối rối và hơi giật mình chắc anh định tạo bất ngờ cho mẹ con mình ngọc san tự nhủ nhưng điều lạ lùng là anh lại đứng trước cổng trường tiểu học không phải trường mầm non nơi minh an học cô nhíu mày định bước tới gọi anh thì ngay lúc đó một cậu bé mặc đồng phục tiểu học từ trong trường chạy ra và hét to bố ơi ngọc san bất động đứa trẻ đó đang gọi lâm chính là bố cô nhìn thấy lâm chính cúi xuống nở nụ cười rạng rỡ bế cậu bé lên rồi nhẹ nhàng hỏi con có nhớ bố không tim ngọc san như ngừng đập ngọc san cảm thấy chân mình như bị dính chặt xuống mặt đất không thể bước đi hay lên tiếng ngọc san cúi đầu nắm chặt tay minh an cảm giác lồng ngực như nghẹt thở cô không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra giờ cô mới nhớ lại lời con gái nói mấy hôm trước hòa ra con bé đã nói đúng và cô lại không tin thậm chí còn quát mắng con vì nghĩ rằng nó chỉ đang tưởng tượng. Minh An nắm tay mẹ, ngước lên hỏi ngây thơ. Mẹ ơi, sao mẹ không đi nữa? Ngọc San giật mình, nhìn xuống con gái, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dương dẩy và đầy khó khăn. Ừ mẹ đi đây, cô trả lời, giọng như nghẹn lại trong cổ họng. Cô định lên tiếng gọi chồng, nhưng khung cảnh tan học quá đông người, chồng cô và thằng bé kia đã hòa vào dòng người đông đúc. Cô mở cửa xe, nhẹ nhàng bế Minh An lên rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Ngọc San cắn chặt môi, tay nắm chặt vô lăng. Lúc này đây, cô chỉ có thể tự an ủi mình. Mọi thứ rồi sẽ rõ ràng, mình phải bình tĩnh. Sau đó, Ngọc San lái xe về nhà mà trong lòng dối như tơ vò. Đầu óc quay cuồng, cô không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Trên đường đi, mấy lần cô định vượt đèn đỏ, nhưng âm thanh inh ỏi của còi xe xung quanh chẳng mảy may khiến cô chú ý. Đến khi vừa vào khuôn viên của khu chung cư, tim cô đập mạnh bởi ngay trước mắt là chiếc xe của chồng cô, chính chiếc xe cô đã nhìn thấy trước cổng trường tiểu học. Nó từ từ rẽ vào hầm để xe của tòa nhà đối diện. Cô dừng lại, không thể tin vào mắt mình. Bao nhiêu năm qua, cô đặt chọn niềm tin vào lâm chính. Và giờ đây, khả năng cao là cô đã bị chồng lừa dối. Ngọc San, 36 tuổi, là một người phụ nữ có gia đình nhỏ yên ấm với chồng là Lâm Chính và con gái Minh An 5 tuổi. Gia đình họ sống trong một căn hộ khang trang giữa lòng Hà Nội. Cuộc sống của Ngọc San được nhiều người nhìn vào và ngưỡng mộ, chồng thành đạt, con gái ngoan ngoãn và một công việc ổn định. Lâm Chính chồng của Ngọc San là người đàn ông mẫu mực trong mắt nhiều người. Anh đã làm việc hết mình để xây dựng công ty nội thất mà cả hai vợ chồng cùng nhau lập nên từ những năm đầu hôn nhân. Dù bây giờ Ngọc San đã lùi về sau để chăm sóc gia đình và quản lý một cửa hàng nhỏ bán đồ trang trí nội thất. Lâm Chính vẫn tiếp tục công việc ở công ty với vai trò lãnh đạo, công việc ngày càng bận rộn. Anh thường xuyên phải đi công tác và về nhà muộn, nhưng Ngọc San luôn tin tưởng chồng tuyệt đối. Con gái Minh An là niềm tự hào của cả gia đình. Cô bé thông minh, ngoan ngoãn và rất chăm chỉ học hành. Tuy còn nhỏ, nhưng Minh An rất hiểu chuyện, ít khi đòi hỏi hay gây phiền phức. Nhờ đó, ngọc san cảm thấy may mắn vì có một đứa con như con bé khiến cô không quá lo lắng khi phải cân bằng giữa công việc và gia đình cuộc sống của gia đình họ luôn diễn ra êm đềm hoặc ít nhất là ngọc san vẫn nghĩ như vậy những ngày cuối tuần là khoảng thời gian hạnh phúc nhất họ thường cùng nhau ra ngoài ăn sáng dạo quanh phố cổ hoặc lái xe đi xa khỏi thành phố để thư giãn Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lâm Chính thường vắng mặt, công việc của anh trở nên áp lực hơn, những chuyến công tác đổ xuất ngày một nhiều, và anh cũng thường xuyên phải ở lại văn phòng muộn. Ngọc San và Lâm Chính đã kết hôn được 10 năm, con gái của họ mới chỉ vừa tròn 5 tuổi, nhưng cậu bé mà Ngọc San nhìn tới hôm qua, mặc đồng phục tiểu học, ít nhất cũng phải 7 tuổi. Nếu đó thực sự là con của Lâm Chính, điều đó có nghĩa là ngay từ khi mới cưới, anh đã phản bội cô. Nghĩ đến đây, tim Ngọc San như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn lại, cô không dám nghĩ tiếp nữa. Suốt cả đêm trần trọc không ngủ, cô nhớ lại sự việc cuối tuần trước. Sau khi Minh An đã ngủ say, Lâm Chính ngồi trong phòng khách với vẻ mặt căng thẳng. Ngọc San từ phòng con bước ra, định ngồi xuống nghỉ ngơi thì Lâm Chính gọi giật lại. San à, em tìm giúp anh sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn được không? Giọng anh nghiêm túc khiến Ngọc San hơi ngạc nhiên. Cô nhíu mày, ngồi xuống ghế đối diện anh. Tìm mấy giấy tờ đó làm gì vậy? Tự dưng anh cần chúng làm gì? Lâm Chính hít sâu, ánh mắt tránh né rồi giải thích. Chuyện công ty dạo này phức tạp lắm, nợ nần chồng chất, luật sư bảo tốt nhất mình nên làm thủ tục ly hôn giả, làm thế thì tài sản còn lại mới được giữ an toàn, nếu không có khi chúng ta sẽ mất sạch đấy. Ngọc San bất giác ngồi thẳng người, cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn. Cô nhìn thẳng vào Lâm Chính Ly hôn giả à? Anh nói nghiêm túc đây à? Sao tự dưng phải làm chuyện này? Tài sản của mình thì vẫn là của mình thôi Sao lại phải ly hôn để bảo vệ? Lâm Chính thở dài Giọng anh có chút căng thẳng Em không hiểu đâu Nếu không làm thế Có thể công ty sập Nợ nần kéo theo hết tài sản chung của hai vợ chồng Anh đã bàn với luật sư rồi Đây là cách an toàn nhất Ngọc San im lặng vài giây Đầu óc cô bắt đầu xoay quanh những suy nghĩ khó hiểu Cô từng tin tưởng chồng tuyệt đối, nhưng giờ cảm giác bất an cứ lớn dần. Thấy cô không nói gì, Lâm Chính thúc giục: "Anh bảo thật mà, em cứ lấy giấy tờ ra đi, mình làm thủ tục xong sớm cho an toàn." Ngọc San lắc đầu, giọng trầm xuống: "Em cần suy nghĩ thêm, chuyện này lớn, không phải cứ nói làm là làm được đâu." Thấy phản ứng của vợ, Lâm Chính thoáng cau mày nhưng rồi gật đầu: "Được rồi, nhưng em giải quyết nhanh, đừng để quá muộn." Mình không giữ lại được gì Thì khổ cả hai vợ chồng Sau một đêm không chập mắt Ngọc San đã đưa ra quyết định Cô phải tạm hoãn việc làm thủ tục ly hôn với Lâm Chính Cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ Sáng hôm sau Khi Lâm Chính vẫn chưa về nhà Ngọc San tranh thủ mang sổ hộ khẩu Và giấy đăng ký kết hôn sang nhà người bạn thân nhất của mình Vừa đến nơi Ngọc San thở dài Đưa đống giấy tờ cho Vi Cậu giữ giúp mình mấy cái này với Mình không muốn để ở nhà lúc này vì tròn mắt như Ngọc San hỏi ngay Sao thế? Định làm gì mà tự dưng mang sổ hộ khẩu Về giấy đăng ký kết hôn đi cất Ngọc San hít một hơi thật sâu Rồi kể sơ qua chuyện Chiều hôm qua khi thấy Lâm Chính ở cổng trường tiểu học Với cậu bé gọi anh là bố Và cả kế hoạch hai vợ chồng Làm thủ tục ly hôn giả Để bảo toàn tài sản Nghe xong vì đặt cốc nước xuống bàn Nhìn bạn chằm chằm Ly hôn giả để bảo toàn tài sản á Mình thấy có gì đó sai sai rồi đấy Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Ngọc San cười nhạt đáp lại. Mình cũng thấy kỳ lắm. Nhưng thôi, để mình tìm hiểu thêm. Giờ cứ hoãn lại đã. Vì im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nhìn bạn. San ơi, mình nghĩ cậu cần nói chuyện rõ ràng với Lâm Chính. Chứ cứ giữ mấy chuyện này trong đầu. Rồi nghĩ quẩn lên thì chỉ thêm dối thôi. Không biết rõ sự thật là gì mà đã tính chuyện ly hôn giả. Rồi giờ lại thấy cảnh tượng kỳ lạ kia. Nghe không ổn chút nào. Ngọc San thở dài gật gù Ừ mình cũng nghĩ thế Giờ tạm hoãn mọi thứ đã Phải biết rõ ngọn ngành thì mới tính tiếp được Vì vỗ vai bạn Giọng đầy thương cảm Thôi cậu ở đây với mình cả sáng đi Bình tĩnh lại rồi hãng về nói chuyện với Lâm Chính Mình thấy cậu cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng Chưa càng dối tung lên thế này Không giải quyết được gì đâu Ngọc San mỉm cười yếu ớt Ừ chắc mình sẽ ở lại đây thêm chút Về giờ cũng chưa biết phải nói gì vì bật cười nhẹ Ừ thì cứ ở lại Có ai đuổi đâu Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên Đừng để mình dằn vặt thêm nữa Ngọc Giang nghe vậy Trong lòng dối bời Ngay cả Vi còn khó tin Huống gì là cô Bao nhiêu năm nay Lâm Chính luôn là người khiến cô tin tưởng nhất Hồi còn trẻ Có nhiều người theo đuổi Nhưng Lâm Chính mới là người mà bố mẹ cô an tâm Họ luôn tin rằng Những người đàn ông giản dị Không hào nhoáng như Lâm Chính Thì sẽ không hề bị xa ngã Bố mẹ cô còn khuyên cô chọn anh thay vì anh Tuấn, một người bảnh bao, sự nghiệp cũng tốt hơn nhưng lại được cho là có nhiều cám dỗ. Nhớ lại những điều đó, Ngọc San không khỏi băn khoăn, Lâm Chính sau khi cưới luôn đối xử rất tốt với cô, họ cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng sự nghiệp và gia đình. Cô chưa bao giờ phải nghi ngờ gì về anh, luôn tin tưởng tuyệt đối, nhưng giờ đây, hình ảnh hôm qua khiến niềm tin đó dần lung lay khi ngọc san trở về nhà lâm chính đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách vừa thấy vợ bước vào anh ngẩng lên cười tươi bước đến ôm hôn cô giọng anh hồ hởi em về rồi đấy à hôm nay đi đâu đấy tìm thấy sổ hộ khẩu với giấy đăng ký kết hôn chưa ngọc san khựng lại cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng cô nhìn anh lòng ngổn ngang bao câu hỏi cô muốn hỏi ngay hôm qua anh ở đâu cậu bé kia là ai mẹ của nó là ai sao anh lại phản bội tôi Cô muốn gào lên, muốn chất vấn cho rõ ràng, muốn một trận cãi nhau ra trò để giải tỏa cơn tức giận chất chứa trong lòng. Nhưng thay vì vậy, Ngọc San vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, cô nói một cách thản nhiên. Em không tìm thấy, có lẽ để quên ở đâu rồi. Vừa nghe xong, sắc mặt lâm chính thay đổi, đôi mắt anh lóe lên sự lo lắng, tay anh siết chặt lấy tay Ngọc San, giọng vội vàng hơn. Em phải tìm lại ngay đi, không thể mất được đâu, Chúng ta phải làm thủ tục sớm Không thì không giữ được gì đâu Ngọc San nhìn thẳng vào mắt anh Đôi mắt giò xét Sự lúng túng trong lời nói và cử chỉ của Lâm Chính Khiến lòng cô càng thêm nghi ngờ Cô cảm thấy từng lời anh nói ra Chỉ để che đậy một điều gì đó Mà cô chưa rõ Cô hít một hơi sâu Hỏi một câu như thử lòng anh Nếu ly hôn Em giữ lại căn nhà này thôi đúng không Lâm Chính thoáng lúng túng Giọng nói của anh trở nên ngập ngừng À thì không hẳn thế Anh và luật sư tính toán rồi Cũng sẽ chia đều Ngọc San thấy rõ sự lắp bắp trong lời anh Đôi mắt anh tránh né Không dám nhìn thẳng vào cô Lúc này mọi thứ dường như trở nên rõ ràng Anh ta đang cố giấu giếm điều gì đấy Và chắc chắn Đó không phải chuyện ly hôn giả đơn thuần Anh và luật sư có lẽ đang tính toán Để cô ra đi tay trắng Ngọc San đứng im Đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt người mà cô từng tin tưởng, từng yêu thương, giờ đây bỗng dốc trở nên xa lạ. Những lời anh nói, những cử chỉ lo lắng của anh bây giờ đều chỉ như những mảnh vụn của sự dối trá. Nhưng thay vì đối đầu trực tiếp, cô vẫn chọn cách im lặng, chưa phải lúc để bùng nổ. Hai năm trở lại đây, Lâm Chính thường xuyên lấy cớ đi công tác, vắng nhà liên tục, Ban đầu Ngọc San không mảy may nghi ngờ gì. Anh là người đàn ông mà cô tin tưởng suốt 10 năm chung sống, luôn đối xử tử tế và thật thà. Nhưng dạo gần đây, những lời xì xào cảnh cáo từ bạn bè đồng nghiệp bắt đầu đến tai cô. Họ bảo cô cẩn thận, rằng không khéo, Lâm Chính đang cắm sừng. Dù vậy, Ngọc San vẫn gạt phăng những lời đó, vì cô luôn tin rằng chồng mình sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ mười năm kết hôn cùng nhau trải qua bao thăng trầm xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng ngọc san chưa từng nghĩ có ngày mình phải đối mặt với cảm giác này khi lâm chính đưa ra ý tưởng ly hôn giả để bảo toàn tài sản cô đồng ý mà không chút do dự hoàn toàn tin rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng hôm qua những suy nghĩ của cô đã hoàn toàn thay đổi tối hôm đó khi cô và minh an vừa ăn tối xong điện thoại của Lâm Chính reo lên và tan sự im lặng trong căn bếp. Ngọc San ngước nhìn màn hình, thấy tên chồng hiện lên, cô thở dài trước khi nhấc máy. Alo, em nghe đây. Giọng Lâm Chính từ đầu dây bên kia vang lên, vẫn cái giọng điệu quen thuộc, nhưng lần này Ngọc San cảm nhận được điều gì đó khác lạ. San à, anh xin lỗi, hôm nay anh phải đi công tác gấp, chắc không về kịp. Em lo cho Minh An nhé, đừng chờ cơm anh. Ngọc San hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Đi công tác nữa à? Dạo này anh đi nhiều quá, có chuyện gì gấp vậy, sao không nói trước? Lâm Chính ngập ngừng một chút, rồi cười gượng gạo. Ừ, đợt này công ty gặp vài vấn đề, anh phải xử lý gấp, anh cũng không muốn nhưng biết làm sao được. Ngọc San mím môi, cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng trong lòng đã tràn ngập sự nghi ngờ. Cô cố ý hỏi thêm. Vậy bao giờ anh về? hay lại kéo dài mấy ngày như lần trước? Lâm Chính thoáng chuột dạ nhưng nhanh chóng đáp. Anh cũng chưa chắc, nhưng anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Em và con cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo cho anh. Ngọc Sa nghe xong, trong lòng đầy chịu nặng, cô cúp máy mà không nói thêm lời nào. Lần này, cô không định ngồi yên. Cô biết rằng những chuyến đi công tác này không đơn giản như Lâm Chính nói. Những lần vắng nhà trước đây của anh ta đều có dấu hiệu mờ ám, và cô không thể vớt lờ thêm nữa. Khi Minh An đã lên giường ngủ, Ngọc San ngồi lại một mình trong phòng khách, cô mở điện thoại, chuyển tiền thuê thám tử theo dõi chồng mình, cô tự nhủ, để xem anh còn lừa dối tôi đến khi nào nữa. Sáng hôm sau, tiền nhắn từ thám tử báo về. Lâm Chính không đi công tác như đã nói, tôi đã theo dõi, anh ta vừa đến gặp một người phụ nữ, nếu cô muốn tận mắt chứng kiến, tôi sẽ sắp xếp cho cô. Ngọc San nhanh chóng trả lời Được, tôi đồng ý Hôm sau, Ngọc San ngồi trong xe Mắt vẫn dõi theo Lâm Chính Chiếc áo đỉa của anh từ từ đỗ lại trước tòa nhà đối diện Lâm Chính bước ra khỏi xe Chỉnh lại áo khoác Và với dáng vẻ bình thản Anh bước về phía cửa chính của tòa nhà đối diện Trong tòa nhà Lâm Chính bước vào sảnh Với bước chân tự tin Anh nhìn quanh Chắc chắn là không có ai chú ý tới mình anh nhấn nút thang máy, trong lòng hơi sốt ruột nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi. Điện thoại trong túi rung lên, anh rút ra xem một tin nhắn từ người phụ nữ bên trong căn hộ anh sắp đến. Anh đến chưa? Con mong anh lắm đấy, cả hai mẹ con đều chờ. Lâm Chính mỉm môi trả lời ngắn gọn. Anh đang lên đây. Thang máy dừng lại ở tầng 12, Lâm Chính bước ra, nhẹ nhàng tiến đến cửa căn hộ. Trước khi gõ cửa, anh thoáng dừng lại, hít một hơi sâu, cánh cửa mở ra, người phụ nữ đứng chờ sẵn, đôi mắt ánh lên sự chào đón, bụng cô đã lớn, rõ ràng cô sắp sinh, cậu bé từ bên trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy Lâm Chính. Bố về rồi, bố về thật rồi. Cậu bé reo lên, khuôn mặt rạng rỡ. Lâm Chính nở nụ cười gượng gạo, nhưng vẫn cúi xuống ôm lấy cậu bé. Anh cố tỏ ra tự nhiên, mặc dù lòng nặng chịu bởi những trách nhiệm và mâu thuẫn ngày càng chồng chất. Bố có việc bận Nhưng giờ bố về rồi Ngoan nào Anh vỗ nhẹ lên vai cậu bé Trong khi người phụ nữ đứng bên cạnh Ánh mắt tràn đầy niềm vui Cô mời Lâm Chính vào nhà Giọng nói nhẹ nhàng Vào đi anh Em có nấu ít đồ ăn cho anh rồi Trong khi cậu bé ngồi vào bàn ăn Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi Anh đã nói gì với vợ chưa Lâm Chính thoáng lung túng Anh ngồi xuống thở dài Chưa, vẫn chưa thể nói được ngọc san không dễ để chấp nhận chuyện này mọi thứ phải chậm rãi nếu không sẽ đổ vỡ hết người phụ nữ đặt tay lên bụng mình ánh mắt lo lắng chậm đến bao giờ nữa hả anh em sắp sinh rồi anh không thể giấu mãi được em cũng không muốn sống trong cảnh lén lút thế này lâm chính không đáp lại chỉ ngồi im lặng anh biết cô nói đúng nhưng cũng hiểu rằng nếu mọi thứ bại lộ hậu quả sẽ khôn lường công việc tài sản gia đình tất cả đều có thể mất trắng Lâm Chính đã tự đẩy mình vào ngõ cụt và giờ anh không còn lối thoát dễ dàng. Trong căn phòng nhỏ, không khí trở nên nặng nề hơn, cậu bé vẫn hồn nhiên ngồi ăn cơm, không hề biết đến những lo lắng của người lớn. Còn Lâm Chính, dù cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng anh dối bời. Phía sau anh là một cuộc sống đã tồn tại hơn 10 năm cùng với Ngọc San và con gái. Trước mặt anh là một gia đình khác đang đợi chờ anh chịu trách nhiệm. Ở bên ngoài, Ngọc San ngồi trong xe, điện thoại tiếp tục rung lên với loạt tin nhắn từ thám tử. Những hình ảnh chụp lại khoảnh khắc Lâm Chính bên trong căn hộ làm sáng tỏ sự thật cô đã nghi ngờ từ lâu. Điện thoại lại rung, lần này là cuộc gọi từ Khải. "Chị San à, tôi nghĩ chị nên biết rõ, người phụ nữ trong ảnh đã sống ở đây được một thời gian và cậu bé kia là con trai của Lâm Chính. Cậu ấy học ở trường tiểu học gần đấy, chính là trường mà chị từng thấy họ đứng trước cổng." Chồng chị vẫn thường xuyên qua lại đây Cô ta dường như đang mang thai đứa con thứ hai của anh ta Ngọc San nghẹn lại Tay cô siết chặt trước điện thoại Nhưng cô vẫn cố kéo những bức ảnh tiếp theo Và rồi khoảnh khắc khiến cô cảm thấy cả thế giới sụp đổ dưới chân mình hiện ra Một người phụ nữ trẻ Bụng bầu to rõ Đứng cạnh chồng cô Khuôn mặt tròn trịa Với các đường nét không quá nổi bật Nhưng ánh mắt lại hiền lành và mộc mạc Vẻ hiền lành ấy Nét mộc mạc ấy Giống hệt với Lâm Chính, đó chính là Thu Huệ, cô em gái họ của chồng cô mà. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thu Huệ là em họ của Lâm Chính, là một người phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi, với dáng người nhỏ nhắn và gương mặt dễ nhìn. Ngọc San đã gặp cô ấy vài năm trước khi cô tử quê lên Hà Nội tìm việc. Khi đó, vợ chồng Ngọc San đã giúp Thu Huệ ổn định cuộc sống, thậm chí còn nhờ người quen xin cho cô một công việc kế toán. Qua thời gian, Thu Huệ đã ổn định cuộc sống tại Hà Nội và thường xuyên qua lại với gia đình Ngọc San. Cô luôn tỏ ra biết ơn và thân thiết, còn Ngọc San thì quý mến, coi như em ruột. Vài năm sau, Lâm Chính nói với Ngọc San rằng Thu Huệ đã gặp một người bạn học cũ và sắp kết hôn. Ngọc San vui mừng thay cho cô ấy, còn nhờ Lâm Chính gửi một phong bì thật dày để chúc mừng. Nhưng điều lạ lùng là sau đám cưới, Thu Huệ không về quê mà vẫn ở lại Hà Nội. Nhưng giờ đây, mọi chuyện vỡ lở, Ngọc San mới hiểu rằng Thu Huệ không chỉ là em họ mà còn là người phụ nữ Lâm Chính đã giấu cô bấy lâu nay. Lâm Chính đã mua hai căn hộ trong cùng một khu chung cư, một cho Ngọc San và con gái, một cho Thu Huệ, tất cả sự giúp đỡ, lòng tốt mà Ngọc San dành cho Thu Huệ giờ chỉ là trò cười, bởi cô nhận ra mình đã bị cả Lâm Chính và Thu Huệ lợi dụng. Những dấu hiệu nhỏ nhặt mà Ngọc San từng bỏ qua giờ đã trở thành bằng chứng cho sự phản bội trắng trọn. Bây giờ, khi mọi chuyện vỡ lở, Ngọc San không thể không tự trách mình. Cô đã quá tin tưởng vào người đàn ông mà cô gọi là chồng và cả cô em họ xa mà cô đối xử như ruột thịt. Trong khi Ngọc San vẫn chưa thể hoàn hồn sau phát hiện động trời về tu huệ, điện thoại của cô bất ngờ rung lên báo hiệu một tin nhắn từ Khải thám tử tư mà cô đã thuê. Tin nhắn chỉ vòn vẹn một câu hỏi ngắn gọn. Cô có muốn điều tra rõ thân phận và lai lịch của người phụ nữ này không? Lúc này, trong lòng Ngọc San không còn chỗ cho sự do dự. Cô cảm thấy tay mình run lên khi gọi câu trả lời. Hãy điều tra kỹ về cô ta cho tôi. Vạn hồi từ khải đến rất nhanh. Và sau một hồi thương lượng, họ thống nhất với nhau mức giá thấp nhất có thể. Ngọc San chẳng còn muốn bỏ thêm bất cứ đồng nào vào đôi gian phu dâm phụ này. Nhưng cô biết, cô không thể bỏ qua chuyện này. Đây không chỉ là vấn đề lòng tự trọng mà còn là trách nhiệm với con gái của mình. Sự thật cần phải được làm sáng tỏ và Ngọc San quyết tâm làm điều đó. Ngọc San đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, đôi tay thoăn thoát nhưng tâm trí không yên. Buổi chiều hôm nay, mẹ chồng cô bà Hạnh bất ngờ gọi điện báo sẽ từ quê lên thăm cháu. Bình thường, bà ít khi lên Hà Nội, lần này lại đột ngột xuất hiện, khiến Ngọc San cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc San vội vàng ra mở. Bà Hạnh đứng ở cửa, tay rách theo một túi đổ quê, gương mặt có vẻ căng thẳng. Vừa bước vào nhà, bà đã hỏi ngay. Lâm chính đâu? Đi công tác nữa à? Ngọc San gật đầu, mời mẹ chồng ngồi xuống phòng khách rồi nhẹ nhàng. Dạo này anh ấy bận mẹ à? Đi suốt. Mẹ uống trà đi, con mới pha mẹ ngồi chơi uống trà con đi nấu cơm nhé ừ nấu đi mẹ ngồi nghỉ một lát bà hạnh ngồi xuống ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng khi bữa cơm đã dọn sẵn cả nhà ngồi ăn bà hạnh bắt đầu dò hỏi dạo này công việc của lâm chính thế nào nó đi công tác suốt thế chắc nhà cửa cũng có nhiều khó khăn lắm nhỉ ngọc san đáp lại với giọng bình thản già dạ, anh ấy bận rộn nhiều lắm mẹ ạ đi suốt ngày con ở nhà thì cũng cố sắp xếp mọi việc ổn thỏa thôi bà hạnh tiếp tục nói mà mẹ nghe bảo thu huệ dạo này vẫn ở hà nội làm việc còn nếu giúp đỡ nó nhiều vào người trong gia đình với nhau không đùm bọc nhau thì ai đùm bọc ngọc san thấy trong lòng nói lên khi nghe nhắc đến thu huệ sau những gì cô phát hiện về mối quan hệ mờ ám giữa lâm chính và thu huệ mỗi lần nhắc đến cô ta ngọc san không thể bình tĩnh như trước cô liếc nhìn mẹ chồng rồi nói cái Huệ chỉ là em họ xa của anh chính thôi Chưa có phải em ruột đâu Mà lo mãi được à Mới lại cô ấy cũng có nghề nghiệp bà mẹ Bà Hạnh dừng lại Nét mặt đanh lại một chút Rồi phản ứng gay gắt Con nói thế là có ý gì Nó là em họ của thằng chính Con là chị mà cứ xử hẹp hòi Hay con chê nó là người nhà quê Con giúp được thì giúp Không được thì thôi Ngọc San cố giữ bình tĩnh Nhưng vẫn hỏi thêm Con không hẹp hòi à chỉ là cô ấy cũng nhiều tuổi rồi tự lo được cuộc sống của mình chứ sao cứ dựa vào anh chị họ mãi được cô ấy khôn ngoan hơn mẹ tưởng đấy chưa kịp nói hết câu bà hạnh lập tức đập đũa xuống bàn giọng tức giận tôi hiểu rồi ý cô là không muốn giúp chứ gì tôi biết ngay cái giọng coi thường người nhà quê của cô mà bảo sao mà thôi nếu vậy tôi về quê ngay tôi không dám làm phiền chị nữa Ngọc San bất ngờ trước phản ứng dữ dội của mẹ chồng Cô cố giữ bà lại Mẹ à Con không có ý đó Chỉ là con thấy cô ấy đâu có khó khăn quá đâu Mà mẹ cứ nặng lòng mãi thế à Nhưng bà Hạnh đã đứng dậy Mắt đỏ bừng vì tức giận Thôi mẹ không cần nghe nữa đâu Mẹ lên thăm cháu Mà con nói thế này thì mẹ về luôn Không phải làm phiền nhà con Bà Hạnh nhanh chóng lấy túi sách Và bước ra cửa không cho Ngọc San kịp nói thêm điều gì. Ngọc San cảm thấy hụt hẫng, mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh và khó hiểu. Sau khi bà Hạnh rời khỏi nhà, Ngọc San thu dọn mâm cơm, nhưng trong lòng vẫn buồn chồn. Cô không thể hiểu nổi tại sao mẹ chồng lại phản ứng mạnh đến vậy chỉ vì vài câu hỏi đơn giản về thu hệ. Khi Ngọc San đang dọn dẹp, thì phát hiện mẹ chồng cô quên một túi đồ. Cô mở cửa, định mang cho bà, nhưng khi vừa ra đến hành lang, cô nghe thấy tiếng bà hạnh nói chuyện điện thoại, giọng bà nhỏ nhưng rõ ràng. Ừ, mẹ xong việc rồi, mẹ đang qua nhà thu huệ đây. Mẹ bảo với nó là mẹ về quê. Ngọc San lặng người đi. Bà hạnh không hề về quê như đã nói mà đang đi thẳng đến căn hộ của thu huệ. Hòa ra mẹ chồng cô cũng biết chuyện của huệ và lâm chính. Cô đúng là con ngốc mà. Bên ngoài, bà hạnh đi xuống dưới khuôn viên tòa trung cư nét mặt căng thẳng bà bấm điện thoại nhắn cho lâm chính mẹ đang sang nhà thu hệ đây con yên tâm mẹ sẽ chăm sóc con bé mày như ngọc san đang biết chuyện gì đấy trong khi đó lâm chính đang ngồi ở văn phòng nhận tin nhắn của mẹ mà lòng trùng xuống anh nhắn lại mẹ yên tâm ngọc san bận lắm cô ấy chẳng để ý gì đâu mẹ lo cho huệ giúp con nhé con chưa về được ạ à? anh buông điện thoại xuống nhìn ra ngoài cửa sổ Đầu óc có chút lo lắng, Ngọc San càng nghĩ càng tức giận, những sự kiện trước đây cô dần kết nối lại, cô nhận ra đây không chỉ là một vụ ngoại tình đơn thuần mà là cả một kế hoạch được sắp đặt tinh vi, Ngọc San đã bị lừa dối và biến thành kẻ ngốc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Công ty mà Ngọc San và Lâm Chính cùng xây dựng từ hai bàn tay trắng chính là thành quả của cả một quãng đường dài, số vốn ban đầu có được là nhờ bố mẹ Ngọc San bán đi hai căn nhà để hỗ trợ. Trong những năm đầu, Ngọc San trực tiếp điều hành công ty, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì một đội ngũ nhân viên kỳ cựu mạnh mẽ. Nhưng từ khi cô lui về sau để sinh con và tập trung cho gia đình, Lâm Chính dần tiếp quản mọi việc. Ngọc San ngồi trong phòng làm việc nhỏ của mình, trước mặt là màn hình máy tính với những thông tin vừa tra cứu từ hệ thống nội bộ của công ty, cô không tin vào mắt mình, hai vị trí quan trọng, giám đốc tài chính và giám đốc nhân sự đã bị Lâm Chính thay thế mà cô hoàn toàn không hay biết. Cô cảm thấy lòng mình như chìm xuống, tay nắm chặt chuột mà không thể làm gì tiếp. Sau một lúc bàng hoàng, Ngọc San quyết định gọi ngay cho hai đồng nghiệp cũ từng giữ vị trí này. Cô bắt đầu với anh Hùng, giám đốc tài chính cũ, người mà cô tin tưởng nhất trong đội ngũ. Anh Hùng à, em đây, Ngọc San đây. Dạo này anh thế nào rồi? Cô cố giữ giọng bình tĩnh. Anh Hùng ngạc nhiên khi nghe giọng cô. Ồ San, lâu quá không gặp em. Anh ổn, bận chút công việc mới thôi, mà sao hôm nay em lại gọi cho anh vậy? Có chuyện gì à? Ngọc San cắn chặt môi, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Em vừa kiểm tra lại thông tin nhân sự trong công ty và phát hiện ra rằng anh đã không còn ở vị trí giám đốc tài chính nữa. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây trước khi anh hùng tỏ dài. Chuyện đó xảy ra cách đây hai năm rồi xa nạ. Lâm Chính nói rằng anh có một số sai sót trong công việc nên quyết định cho anh nghỉ. Anh cũng buồn lắm nhưng lúc đó anh không biết phải nói gì. Ngọc San lặng người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tại sao anh không nói với em chuyện này? Thực ra anh nghĩ em biết rồi nhưng không muốn nhắc đến anh cứ tưởng em giữ thể diện cho anh nên cũng không dám hỏi nhiều với lại thời điểm đó em vừa mở cửa hàng anh không muốn làm phiền em ngọc san cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên trong lòng nhưng cô biết rằng mình không thể đổ lỗi cho anh hùng cô hít một hơi sâu rồi tiếp tục hỏi thế còn chị lan giám đốc nhân sự em thấy chị ấy cũng không còn làm việc ở công ty nữa anh có biết chuyện gì không anh hùng thở dài thêm lần nữa Chị Lan cũng bị sa thải cùng thời gian đấy, cũng vì lý do tương tự. Chị ấy cũng hơi buồn nhưng không nói gì nhiều. Chị Lan vẫn giữ liên lạc với em mà, nhưng có vẻ hai người không nói chuyện nhiều về công ty. Ngọc San lặng đi, cảm thấy mình như bị lừa dối từ lâu mà không hề hay biết. Cô cảm ơn anh Hùng rồi nhanh chóng gọi điện cho chị Lan. Chị Lan bắt máy, giọng của chị vẫn vui vẻ như mọi khi. San à, lâu rồi mới nghe em gọi, có chuyện gì sao? Ngọc San không vòng vo nữa. "Chị Lan, em muốn hỏi về việc chị rời công ty, chuyện đó xảy ra thế nào vậy?" Chị Lan ngập ngừng rồi thở dài. "Ừ, chị cho tôi việc cách đây 2 năm, Lâm Chính bảo chị có một số sai sót, chị cũng không nghĩ nhiều đâu, vì thực sự cũng có vài vấn đề xảy ra, nhưng chị không ngờ anh ấy lại quyết định sa thải chị nhanh như vậy." "Thế sao chị không nói với em?" Ngọc San hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh thật ra chị nghĩ em cũng biết rồi lúc đó em lui về nhà trông con và không nhắc gì đến công ty nữa nên chị cũng không muốn làm khó em chị lan thở dài giọng ngập ngừng ngọc săn lặng người cảm giác bị biệt mắt bấy lâu mà không hề hay biết những đồng nghiệp thân thiết những người đã gắn bó với cô từ những ngày đầu đã rời đi trong lặng lẽ mà cô không hề hay biết Lâm Chính đã âm thầm sắp đặt mọi thứ và cô không nhận ra mình đã bị lừa gạt ra khỏi công ty mình từng gây dựng. Sau khi cúp máy, Ngọc San ngồi thử người ra, đôi mắt trống rỗng, những nghi ngờ bấy lâu giờ đã được xác nhận. Lâm Chính không chỉ phản bội trong tình cảm mà anh ta còn âm thầm thay đổi mọi thứ trong công ty, có lẽ để chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn mà cô không hề hay biết. Ngọc San ngồi thẫn thở trong phòng khách, Đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ, những mảnh ghép của sự phản bội dần kết nối lại và bỗng chốc, một ký ức mờ nhạt hiện lên trong tâm trí cô, cuộc gọi lạ trước đây mà cô từng nghĩ là một cuộc gọi lừa đảo. Lúc đó, cô chỉ nghe qua mà chẳng mấy quan tâm, nhưng giờ với tất cả những gì đã xảy ra, cô biết mình không thể bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào nữa. Ngọc San mở lại nhật ký cuộc gọi, tay run rẩy khi bấm số một hồi chuông dài vang lên trước khi một giọng nữ chuyên nghiệp trả lời. Xin chào, đây là công ty đầu tư ABC. Chúng tôi có thể giúp gì cho chị? Ngọc San cố gắng giữ bình tĩnh. Xin chào, tôi là Ngọc San. Tôi nhận được cuộc gọi từ số này cách đây vài tháng liên quan đến công ty của tôi. Tôi muốn xác nhận lại nội dung cuộc gọi đó. Người bên kia đầu dây hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tra cứu thông tin. Dạ vâng đúng vậy, Chúng tôi đã liên hệ để trao đổi về dự án đầu tư mới của công ty cô, nhưng trong quá trình xác minh, chúng tôi phát hiện có một số giao dịch chuyển nhượng cổ phần bất thường trong vòng 6 tháng qua. Chúng tôi cần xác nhận với cô, người đồng sở hữu. Ngọc San giật mình, cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt tim cô, cô nghẹn giọng. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần, ý cô là sao? Giọng người bên kia trở nên thận trọng hơn. Đúng vậy, theo hồ sơ của chúng tôi tra cứu một phần lớn cổ phần của cô trong công ty đã được chuyển nhượng cho một người tên là Thu Huệ. Đây là một giao dịch lớn và chúng tôi cần xác minh liệu cô có biết và đồng ý với việc này không. Ngọc San như chết lặng, tên Thu Huệ vang lên trong đầu cô như một tiếng sấm. Cô cố kìm nén cảm xúc, giọng run rẩy. Tôi, tôi không hề biết về việc này. Cô có thể cho tôi thêm thông tin về giao dịch này không? Người phụ nữ bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên Tôi rất tiếc, nhưng đây là một giao dịch hợp pháp đã được phê duyệt trong vòng 6 tháng qua. Nếu cô không đồng ý, tôi khuyên cô nên liên hệ với luật sư để xử lý. Ngọc San cảm ơn trong tiếng nghẹn ngào rồi cúp máy. Cô ngồi yên lặng một lúc, cố gắng tiêu hóa thông tin mà mình vừa nhận được. Lâm Chính đã chơi một ván cờ quá hiểm độc. Anh ta không chỉ lừa dối cô về tình cảm, mà còn âm thầm tức đoạt mọi thứ mà cô đáng được hưởng. Lòng tin của cô dành cho anh ấy giờ chỉ còn là cho tàn. Cô cảm thấy bị phản bội một cách sâu sắc và nỗi đau ấy không chỉ về tình cảm mà còn về tất cả những gì mà cô đã công hiến cho cuộc sống này. Ngọc San bước vào quán cà phê, tâm trạng đầy lo âu và căng thẳng. Cô dự định gặp một đối tác để bàn về những bước đi tiếp theo. Nhưng khi cô đến nơi, người ngồi chờ cô là một đối tác quen thuộc. Trước mắt cô, là một người đàn ông lịch lãm trong bộ vét chỉn chu, dáng người cao giáo, khuôn mặt sáng sủa và nụ cười quen thuộc. Cô khựng lại, mắt mở to vì ngạc nhiên. Anh Tuấn! Ngọc San thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Anh Tuấn đứng dậy, mỉm cười với vẻ điềm tĩnh và ánh mắt ấm áp. Lâu quá không gặp, Ngọc San ngồi xuống đi. Ngọc San ngượng ngùng tiến tới, ngồi xuống ghế. Cô không ngờ lại gặp lại anh Tuấn, Người mà cô đã từng rất thân thiết suốt những năm đại học, trước khi gia đình giới thiệu cô với Lâm Chính, họ đã tiến đến rất gần với nhau, chỉ còn thiếu một bước để trở thành một đôi, nhưng rồi số phận đưa cô đến với Lâm Chính, còn anh Tuấn thì đi du học nước ngoài. Hơn 10 năm đã trôi qua, giờ đây, giờ lúc cô đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh lại xuất hiện bất ngờ. Anh Tuấn kéo ghế cho cô, rồi nhẹ nhàng gọi cho cô món cà phê mà cô vẫn thường uống. Anh không vòng vo, nhìn thẳng vào mắt Ngọc San Em gặp rắc rối đúng không? Liên quan đến Lâm Chính Câu hỏi của anh Tuấn làm cô bối rối Ngọc San định giấu đi những chuyện đã xảy ra Không muốn tiết lộ quá nhiều về cuộc sống cá nhân Nhưng ánh mắt chân thành của anh Tuấn Cùng sự bình tĩnh của anh Khiến cô cảm thấy an toàn Áp lực từ những phản bội của Lâm Chính Cùng những lo lắng về tương lai Đã đẻ nặng lên cô suốt những tháng ngày qua Và giờ đây trước mặt anh Tuấn Cô không còn đủ mạnh mẽ để che giấu Ngọc san thở dài, mắt nhìn xuống tách cà phê trước mặt, giọng cô khẽ run lên. Anh nói đúng, em đang gặp rất nhiều rắc rối tuấn nạ. À. Lâm Chính không chỉ phản bội em về tình cảm mà còn lừa dối em trong công việc. Anh ta đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của em cho một người khác. Em không còn gì cả, cả về tình cảm lẫn sự nghiệp. Anh Tuấn ngồi im lặng lắng nghe từng lời cô nói. Anh không chen ngang, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, tạo ra một cảm giác bình yên trong không gian xung quanh. Cảm xúc của Ngọc San vỡ òa, cô không thể kiềm nén nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Em đã làm tất cả vì anh ta, vì gia đình này, nhưng cuối cùng anh ta đã tước đi tất cả từ em, em không biết phải làm gì nữa, cô nói trong tiếng nấc. Anh Tuấn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng đưa chiếc khăn giấy cho cô. Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, đôi khi cho phép mình yếu đuối một chút cũng không sao, nhưng bây giờ Điều quan trọng là em phải bình tĩnh và tìm cách giải quyết. Nếu em cần giúp đỡ, anh luôn ở đây. Ngọc San ngước nhìn lên, ánh mắt đầy cảm kích và bối rối. Anh không biết mọi thứ đã tồi tệ thế nào đâu. Em, em không muốn kéo anh vào những rắc rối của mình. Anh Tuấn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Chúng ta đã không gặp nhau hơn 10 năm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể giúp em. Anh biết em mạnh mẽ và độc lập, nhưng đôi khi cần có người chia sẻ và giúp đỡ. Anh ở đây không phải để em dựa dẫm, mà để em biết rằng có người tin tưởng và luôn sẵn sàng hỗ trợ em." Ngọc San nhìn anh Tuấn, trái tim cô nhẹ đi phần nào, sự xuất hiện của anh vào lúc này như một tia sáng giữa thời điểm u tối nhất của cuộc đời cô. Ngọc San ngồi im, nước mắt lăn dài trên má, cô không phải là người dễ dàng chia sẻ cảm xúc với người khác. Nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô Trước mặt cô, anh Tuấn, người hiểu cô quá rõ Không nói thêm lời an ủi sao rỗng nào Anh chỉ lặng lẽ đưa cho cô một chiếc khăn giấy Ánh mắt đầy xa xa Anh Tuấn lên tiếng, giọng chắc nịch Chúng ta hợp tác nhé Em cần lấy lại cổ phần, còn tôi cần dự án Lời đề nghị khiến Ngọc San khựng lại Cô bất ngờ nhìn anh, nhưng ngay lập tức nhận ra sự logic trong lời nói. Anh Tuấn nắm bắt vấn đề nhanh chóng, không cần giải thích nhiều. Anh đã hiểu rõ tình thế của cô. Ngọc Gian lau nước mắt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Anh muốn gì từ em? Một dự án của công ty? Anh Tuấn gật đầu, đôi mắt đầy quyết tâm. Đúng vậy, anh biết công ty em có một dự án bất động sản lớn đang được chuẩn bị triển khai. Anh muốn tham gia vào dự án đó với tư cách đối tác đầu tư. Đổi lại, anh sẽ hỗ trợ em giành lại cổ phần từ Lâm Chính. Em cần rõ ràng hơn, anh sẽ giúp em bằng cách nào? Lâm Chính đang nắm mọi quyền kiểm soát và anh ta không để mọi thứ dễ dàng như vậy. Anh Tuấn mỉm cười, anh nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm ổn. Anh có mối quan hệ tốt với nhiều đối tác trong ngành, cả về đầu tư lẫn pháp lý. Quan trọng nhất, anh có những người có thể tạo áp lực lên Lâm Chính để buộc anh ta phải đối diện với vấn đề cổ phần việc của em là chuẩn bị đầy đủ bằng chứng về giao dịch chuyển nhượng bất hợp pháp của lâm chính chúng ta sẽ dùng điều đó để lật lại ván cờ nhưng lâm chính rất thận trọng anh ta đã tính toán rất kỹ em sợ việc này không dễ dàng đâu anh tuấn không hề tỏ ra nao núng anh nhìn thẳng vào mắt cô anh biết nhưng chúng ta có lợi thế nếu có được sự hỗ trợ pháp lý và sự hợp tác từ em chúng ta hoàn toàn có thể lật ngược tình thế em không đơn độc đâu san đây là lúc em phải đứng lên và chiến đấu cho bản thân và con gái cô gật đầu đồng ý ánh mắt quyết tâm hơn được em đồng ý em sẽ làm mọi cách để lấy lại những gì thuộc về mình anh giúp em nhé anh tuấn mỉm cười nhẹ nhàng như một sự thỏa thuận đã đạt được anh đưa tay ra chúng ta cùng chiến đấu sau khi cùng với anh tuấn thống nhất kế hoạch tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh doanh nhằm làm suy yếu công ty của lâm chính ngọc san nhận được kết quả điều tra từ thám tử khải sự thật phơi bày khiến cô càng thêm choáng váng thu huệ không hề là em họ của lâm chính mà thực chất hai người họ đã tổ chức một đám cưới bí mật ở quê từ trước khi ngọc san và lâm chính kết hôn điều duy nhất mà họ chưa làm là đăng ký kết hôn chính thức trong mắt gia đình Lâm Chính, Thu Huệ mới là vợ thực sự của anh ta. Lần Thu Huệ lên thành phố tìm Lâm Chính trước đây không phải vì mối quan hệ anh em như Ngọc San từng nghĩ, mà là để ép anh ta cưới cô ta. Theo suy nghĩ của Thu Huệ, Ngọc San mới chính là người đã phá vỡ hạnh phúc của cô ấy, là kẻ thứ ba xen vào cuộc sống của họ. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, Ngọc San mới là người bị che mắt, là người vợ được pháp luật công nhận và bảo vệ. Năm đó, Thu Huệ đã không nói rõ sự thật với Ngọc San, thay vào đấy, cô ta tiếp tục can thiệp vào cuộc hôn nhân giữa Ngọc San và Lâm Chính, bước chân vào cuộc sống của họ như một em họ dễ thương, nhưng thực chất, Thu Huệ đã âm thầm đeo đuổi một mục tiêu rõ ràng, khẳng định vị trí vợ của mình. Điều này càng chứng tỏ rằng Thu Huệ có ý đồ từ lâu và đạo đức của cô ta có vấn đề. Khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Ngọc San quyết định không thể ngủ yên thêm nữa. Mọi kế hoạch và động thái của Lâm Chính và Thu Huệ giờ đây đã lộ rõ trước mắt cô và đã đến lúc cô đứng lên giành lại những gì thuộc về mình. Ngọc San ngồi trong quán cà phê, mắt hướng về phía cửa, lòng đầy quyết tâm. Đây không phải cuộc gặp gỡ để cầu xin hay van nài. Cô đến để đối mặt với Thu Huệ để nói cho cô ta biết rằng mọi sự dối trá đã bị vạch trần. Vài phút sau, Thu Huệ bước vào, dáng vẻ yếu đuối và thủy mị, nhưng Ngọc San biết rõ bên trong người phụ nữ này đầy tâm cơ. Thu Huệ ngồi xuống nhẹ nhàng cười và mở lời. Chị hẹn gặp em à? Chắc là có chuyện quan trọng rồi. Ngọc San không muốn vòng vo, cô nhìn thẳng vào mắt Thu Huệ và nói một cách thẳng thắn. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện. Cô không phải là em họ của Lâm Chính. Cô và anh ta đã cưới nhau bí mật từ trước khi tôi và Lâm Chính kết hôn. Tôi không đến đây để tranh giành hay cầu xin, mà để yêu cầu cô rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Ngày vậy, Thu Huệ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cô nhếch mép cười, không tỏ ra ngạc nhiên mà ngược lại, cô ta dường như đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Giọng cô ta nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. "Chị đã biết mọi chuyện rồi ư? Ừ. Vậy thì tốt, ít nhất chị cũng hiểu rõ tình thế. Chị biết không, đứa con trai của tôi và Lâm Chính đã 7 tuổi, tôi mang thai nó từ trước khi chị bước chân vào cuộc đời anh ấy." Lâm Chính chưa bao giờ thực sự yêu chị, anh ấy chỉ lợi dụng gia đình chị để gây dựng sự, sự nghiệp thôi." Ngọc San ngồi im lặng, lắng nghe từng lời nói như từng nhát dao đâm vào lòng cô. Sự bình tĩnh giả tạo của Tu Huệ chỉ làm cô thêm căm phẫn, Ngọc San nhìn chằm chằm vào cô ta, nén giận trong lòng rồi bình tĩnh đáp, "Cô có thể nghĩ là mình đã thắng, nhưng tôi không đến đây để cầu xin hay để bị cô thao túng, Lâm Chính có thể chọn ai, không còn quan trọng với tôi." tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tôi và con gái tôi còn cô nếu muốn sống tiếp tục với sự dối trá thì cứ việc thu hệ nhướng mày nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên nhấp một ngụm cà phê trước khi tiếp tục chị thật tự tin đấy nhưng sự thật là lâm chính đã thuộc về tôi từ lâu chị chỉ là người đến sau một người phụ nữ có danh mà không có thực chị nghĩ mình có thể thay đổi được điều gì sao ngọc san mỉm cười nhẹ có lẽ cô đúng, tôi đã mù quáng suốt bao năm qua, nhưng giờ đây tôi nhìn rõ tất cả. Và cô nên nhớ, trong cuộc chơi này, tôi mới là người có quyền quyết định về tương lai của mình. Cô có thể giữ lại người đàn ông đấy, nhưng tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình. Thu Huệ mỉm cười nói, Được thôi, để xem chuyện này, ai là người thắng? Trong căn hộ kiến đáo, Lâm Chính bước vào nhà với vẻ mặt đầy mệt mỏi. Ngay khi vừa cởi áo khoác, anh nghe tiếng bước chân rồn rập từ phòng ngủ thu huệ xuất hiện ánh mắt đầy bực tức anh định kéo dài chuyện này đến bao giờ nữa lâm chính cau mày cố giữ bình tĩnh chuyện gì nữa đây thu huệ anh đã nói rồi bây giờ không phải là thời điểm thích hợp không phải thời điểm thích hợp cô ta cười khinh miệt anh nghĩ rằng tôi sẽ ngồi chờ mãi sau anh định tiếp tục giữ tôi trong bóng tối đến bao giờ đây lâm chính im lặng hai tay siết chặt anh biết rằng Thu Huệ đang bị kích động, nhưng anh không thể để mọi chuyện đi quá xa. Thu Huệ, em phải hiểu rằng anh không thể để chuyện này lộ ra ngoài. Một vụ bê bối như thế này sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh. Anh đã dành cả đời để xây dựng danh tiếng, không thể để một sai lầm đánh đổ tất cả. Thu Huệ tiến tới, ánh mắt đầy thách thức. Anh đang nói đến danh tiếng, trong khi tôi đã chịu đựng đủ rồi. Anh hứa với tôi và tôi đã chờ anh suốt ngần ấy năm. Anh có biết tôi đã phải sống trong bao nhiêu tủ nhục không? Giờ tôi muốn anh thực hiện lời hứa của mình, cưới tôi, hoặc tôi sẽ tự mình công khai mọi chuyện." Lâm Chính nhìn thẳng vào cô ta, giọng nói trở nên lạnh lùng. "Em đang đùa với lửa đấy à, Thu Huệ? Em không hiểu hết đâu, nếu em làm điều đó, cả hai chúng ta đều sẽ mất tất cả. Sự nghiệp của anh sẽ sụp đổ và em cũng không được gì từ cái mớ hỗn độn này. Đừng để cơn giận làm hỏng mọi thứ." Thu Huệ đứng sững lại, ánh mắt rực lửa nhưng dù tức giận, cô ta biết Lâm Chính nói đúng. Một vụ bê bối thế này sẽ phá hủy mọi thứ mà cả hai đã cố công xây dựng. Cô thở mạnh rồi quay người bước đi, nhưng không nói thêm lời nào. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở. Ngọc San ngồi trong phòng khách, chiếc điện thoại rung liên liên tục. Cô nhấc máy, giọng của thám tử Khải vang lên: "Chị San, tôi có tin mới đây. Tối nay Lâm Chính và Thu Huệ e đã có một trận cái vã rất lớn." Ngọc San im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ, cô biết việc mình đối mặt với Thu Huệ sẽ tạo ra sóng gió, nhưng không ngờ rằng tình hình lại diễn biến nhanh như vậy. Đêm đó, Ngọc San nằm suy nghĩ, Thu Huệ càng gây áp lực, Lâm Chính sẽ càng phản kháng, hơn nữa, cô ấy biết rõ một điều, bên cạnh Lâm Chính chưa bao giờ thiếu những cô gái trẻ đẹp, những người phụ nữ đó sẽ dễ dàng thay thế Thu Huệ trong lòng anh ta, nếu cô ta tiếp tục làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn sự quan tâm mà anh ta dành cho thu huệ có lẽ không sâu đậm như cô ta nghĩ thứ duy nhất mà thu huệ có thể dùng để ràng buộc lâm chính chính là đứa con trai gia đình lâm chính rất coi trọng con trai và đứa con trai mà thu huệ sinh ra chính là con át chủ bài đó chính là điểm yếu duy nhất mà cô ta còn nắm giữ và cũng là lý do mà cô ta chưa bị lâm chính bỏ rơi hoàn toàn nhưng giờ đây ngọc san đã hiểu Việc tiếp theo cô cần làm, đó là cướp lấy con át chủ bài đấy, khiến Thu Huệ không còn vũ khí nào để điều khiển Lâm Chính nữa. Đây là nước cờ cuối cùng trong kế hoạch của cô, nếu cô có thể khiến Lâm Chính không còn lý do để giữ Thu Huệ lại, thì cô ta sẽ mất tất cả những gì đã từng bám víu vào anh ta, còn cô, cô sẽ giành lại mọi thứ mà cô xứng đáng được nhận, không chỉ tài sản mà còn là sự tự do và lòng tự trọng đã bị vùi dập trong suốt thời gian qua. Ngọc San và anh Tuấn tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ, không chỉ qua Zalo và điện thoại mà gần như hai đến 3 ngày họ lại gặp nhau để bàn bạc, chỉnh sửa kế hoạch, nhờ cùng học chung chuyên ngành và hoạt động trong cùng lĩnh vực, cả hai người họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, từ việc điều tra tình hình tài chính của công ty Lâm Chính đến việc nghiên cứu dự án mới, tất cả đều diễn ra một cách trơn tru. Hơn nữa, nhờ vào vị thế là Lâm Phu Nhân, Ngọc San dễ dàng tiếp cận được với nhiều tài liệu nội bộ quan trọng mà không bị nghi ngờ. Kế hoạch của Ngọc San được triển khai rất nhanh chóng và chính xác. Chỉ sau vài tuần, công ty của Lâm Chính bắt đầu lâm vào khủng hoảng lớn về chuỗi vốn. Điều này buộc anh ta phải bận rộn từ sáng đến khuya, cố gắng xoay sở đủ mọi cách để giữ công ty không sụp đổ. Anh ta phải tháp tùng khách hàng, uống rượu tiếp đãi, lò lót mọi mặt để giữ lại sự sống cho công ty trong khi lâm chính bận tối mặt tối mũi ngọc san lại sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách hiệu quả hơn cô liên tục trong vài ba ngày liền đến tìm thu huệ vào đúng giờ con cô ta tan học mỗi lần đến mục tiêu của cô rất rõ ràng chọc tức cô ta đến phát điên ngọc san muốn buộc thu huệ phải tự nguyện rút lui khỏi cuộc hôn nhân với lâm chính ngay từ đầu cô đã không ngần ngại đề nghị cô muốn bao nhiêu tiền để rời khỏi cuộc đời của tôi và lâm chính cứ nói con số tôi sẽ cân nhắc Chị San à, chuyện không đơn giản như chị nghĩ đâu. Chúng ta có thể tìm giải pháp hòa bình. Ngọc San không hề tỏ ra kiên nhẫn, cô ta chỉ cười khẩy. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Số tiền vẫn còn trên bàn đấy. Chỉ cần cô chấp nhận và rút lui, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Thu Huệ lần này có vẻ khó chịu hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Chị San, tôi không có ý định rời đi. Tôi đã ở bên lâm chính từ trước khi chị xuất hiện. Tôi không phải là người dễ bị mua chuộc. Ngọc San nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Thu Huệ từ trên xuống dưới, nhưng cũng không vội vã. Cô biết mục tiêu của mình đang tiến triển theo đúng kế hoạch. Lần thứ ba, khi cô đến, vừa bước vào cửa, Ngọc San đã tấn công trực diện. Cô vẫn chưa quyết định à? Cô nên hiểu rằng tiền là cách nhanh nhất để cô có tự do. Đừng tưởng rằng 10 năm sống trong bóng tối với Lâm Chính là điều đáng tự hào. Cô đã mất gì rồi và sẽ mất thêm nữa nếu tiếp tục bám lấy anh ta. Lần này, về lịch sự và khách sáo của Thu Huệ hoàn toàn biến mất. Cô ta không còn có thể kìm nén sự cay đắng và phận uất. Mắt cô ta ánh lên tia giận dữ, giọng nói đứt quãng vì tức giận. Cô nghĩ 10 năm thanh xuân của tôi có thể dùng tiền để mua được sao? Lâm chính là của tôi và tôi đã hy sinh tất cả cho anh ấy. Cô, cô mới là kẻ đến xong. Ngọc San không ngờ rằng Thu Huệ lại có thể thốt ra những lời cay đắng như vậy, nhưng nhanh chóng đáp trả bằng giọng điệu lạnh lùng. Cô nghĩ tôi sẽ can tâm tình nguyện, dâng tất cả cho cô sao? Cô đã sai rồi. Tôi không đến đây để thương lượng. Tôi đến để đòi lại những gì thuộc về tôi. Cô đã chiếm đoạt quá đủ rồi. Không kiềm chế được cảm xúc, Ngọc San tiến đến gần hơn, ánh mắt sắc lạnh. Trong khoảnh khắc, Cô nâng tay và mạnh mẽ tát Thu Huệ một cái bạt tai trời ráng. cái tát vang dội trong căn phòng yên tĩnh, khiến làn da trắng mịn của Thu Huệ đỏ bừng lên ngay lập tức. Thu Huệ giật mình, đứng sững lại, tay ôm lấy má, mắt ngấn nước đầy giận dữ, nhưng Ngọc San chỉ nhìn cô ta với vẻ thản nhiên và đầy kiêu hãnh như một kẻ chiến thắng đã định trước. Đó chỉ là sự khởi đầu Thu Huệ, cô sẽ còn phải trả giá cho tất cả những gì cô đã làm. Ngọc San không đợi phản ứng của Thu Huệ, Cô quay người bước đi, để lại cô ta đứng đó, cay đắng và phẫn uất, không thể nói thành lời. Tối hôm đó, tại căn hộ của Lâm Chính và Thu Huệ, không khí căng thẳng như một quả bom trực chờ phát nổ. Thu Huệ ngồi trên ghế, đôi mắt đầy sự tức giận. Anh còn định kéo dài chuyện này đến bao giờ Lâm Chính? Anh đã hứa giải quyết chuyện ly hôn với Ngọc San và cưới tôi, tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa làm? Lâm Chính thở dài, Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, công việc đang bóp nghẹt anh ta, và giờ đây, Thu Huệ càng tạo thêm áp lực. Thu Huệ à, bây giờ không phải là lúc. Em không thấy công ty đang gặp khó khăn sao? Nếu mọi chuyện lộ ra vào thời điểm này, anh không chỉ mất danh tiếng mà còn mất cả công ty. Em phải chờ thêm. Anh nghĩ tôi có thể chờ mãi sao? Tôi đã chờ 10 năm, anh có hiểu không? Tôi đã hy sinh tất cả để ở bên anh, giờ anh bảo tôi phải chờ thêm? Đừng quên phần lớn tài sản của anh đã đứng tên tôi lâm chính nghiến răng cố giữ bình tĩnh anh biết nhưng nếu em để lộ ra chuyện này bây giờ cả hai chúng ta sẽ mất tất cả em phải cẩn trọng chứ cẩn trọng ư tôi đã nhốn nhường dịu dàng chờ đợi anh quá đủ rồi tôi sẽ không nhẫn nhịn thêm nữa anh phải đưa ra quyết định đi anh phải đưa ra ngay bây giờ đi lâm chính đứng dậy đôi mắt anh ta lộ rõ vẻ kiệt quệ Em nghĩ anh không muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này sao? Nhưng công ty đang sụp đổ. Nếu chúng ta không giải quyết được khủng hoảng kinh doanh trước, thì tất cả sẽ mất sạch. Em có hiểu không? Đợi khi công ty ổn định rồi, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Thu Huệ không kiểm chế được nữa. Cô tiến tới và hét lên. Anh lúc nào cũng nói đợi. Đợi bao lâu nữa đây? Tôi đã chịu đủ rồi. Hoặc anh cưới tôi ngay lập tức. Hoặc tôi sẽ tự mình nói ra tất cả mọi chuyện. Lâm Chính ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô ta giọng nói trầm đầy sự cảnh báo. Em đang tự đẩy cả hai vào tình thế nguy hiểm đấy, đừng ép anh làm điều mà cả hai chúng ta đều không mong muốn. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, cả hai đứng đối diện nhau trong sự căng thẳng tột độ. Ngọc San đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc và chiếc váy đơn giản nhưng tinh tế, rồi hít một hơi thật sâu. Cô biết rằng Lâm Chính đang trên đường về nhà và chắc chắn anh ta sẽ say xỉn cuộc khủng hoảng kinh doanh đè nặng lên vai anh ta và áp lực từ công việc lẫn mối quan hệ với Thu Huệ khiến anh ta dường như kiệt quệ. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để cô thực hiện chiến thuật của mình. Tiếng chìa khóa lẻo xẹt mở cửa vang lên trong đêm tối. Lâm Chính lảo đảo bước vào nhà, gương mặt nhăn nhó vì mệt mỏi và cơn say còn chưa tan. Nhìn thấy Ngọc San, anh ta thở dài, không còn giữ được vẻ lạnh lùng như trước. Em, em chưa ngủ sao? lâm chính nói giọng mệt mỏi ngọc san giữ vẻ mặt dịu dàng đến gần anh nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác của anh anh uống hơi nhiều rồi để em giúp anh vào phòng anh cần nghỉ ngơi lâm chính ngồi phịch xuống ghế đôi mắt lờ đờ nhìn theo cô trước đây mỗi khi anh say về nhà cô thường để mặc anh tự lo liệu nhưng hôm nay sự chăm sóc dịu dàng của ngọc san khiến anh có chút ngỡ ngàng ngọc san à dạo này em lạ thế anh hỏi giọng đầy ngạc nhiên Ngọc San cười nhẹ Đặt ly nước ấm vào tay anh Em thấy Minh An đã lớn rồi Em nghĩ vợ chồng mình Nên sinh thêm đứa nữa đi Anh đồng ý không Lâm chính im lặng nhìn cô Bên ngoài mọi thứ đang sụp đổ Công việc, mối quan hệ với Thu Huệ Tất cả đều khiến anh như muốn nghẹt thở nhưng trong khoảnh khắc này, sự chăm sóc từ Ngọc San mang lại cho anh một cảm giác thoải mái mà anh không nhận ra đã mất từ bao giờ. Lâm Chính ôm chầm lấy vợ, hồn cô tới tấp, sau đó bế bổng Ngọc San vào phòng ngủ, họ ân ái cuồng nhiệt, điều này giúp tâm trạng của Lâm Chính giải tỏa đi phần nào. Những ngày sau đó, Ngọc San tiếp tục duy trì chiến thuật của mình. Cô chăm sóc Lâm Chính một cách chu đáo hơn, từ bữa ăn cho đến những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống. Thậm chí còn gợi ý để hai người dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Cô kìm nén cảm giác gây tẩm trong lòng mỗi khi phải gần gũi với anh ta. kiên nhẫn đóng vai người vợ dịu dàng và chu đáo. Đến một ngày, khi nhận thấy tâm trạng của Lâm Chính đang suy sụp vì công việc, cô bắt đầu dò hỏi về tình hình công ty. Trong lúc buồn bực và thiếu cảnh giác, Lâm Chính không ngần ngại kể hết những khó khăn mà anh ta đang đối mặt, từ các hợp đồng bị hủy bỏ, những nhà đầu tư rút lui cho đến việc tài chính công ty đang trên bờ vực sụp đổ. Ngọc San lắng nghe, tỏ ra quan tâm và đề nghị: "Nếu công ty gặp khó khăn đến thế, để em quay lại công ty giúp anh, dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau xây dựng nó, em muốn cùng anh vượt qua thời gian này." Lâm Chính thoáng lung túng, ánh mắt anh ta lướt qua gương mặt của Ngọc San rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ lo lắng. Anh ta không thể để cô quay lại công ty, nơi mà mọi bí mật về việc chuyển nhượng cổ phần đã xảy ra. Không được đâu San ạ, à. anh đã hứa với em từ trước rồi mà, em sống sung sướng, không phải lo toan gì cả. Bây giờ sao có thể để em quay lại công ty mà vất vả nữa chứ? Anh không phải người thất hứa đâu, Giọng nói dịu dàng của Lâm Chính vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh ta ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tóc cô. Nhưng trong lòng Ngọc San, những lời này chẳng khác nào những lời dối trá ngọt ngào. Cô nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của Lâm Chính, một nỗi lo bị vạch trần. Những cử chỉ nồng nàn này giờ đây chỉ làm cô dùng mình. Làm sao anh ta có thể che giấu sự phản bội dưới lớp vỏ bọc của tình cảm vợ chồng sâu đậm như vậy? Dù lòng đầy khó chịu Ngọc San vẫn tiếp tục đóng vai người vợ ủng hộ, động viên anh ta. "Em hiểu rồi, anh làm tất cả vì em và con, nhưng nếu anh cần gì, em luôn ở đây để giúp." Có lẽ vì cảm động trước sự quan tâm của cô, Lâm Chính dần đối xử với con gái tốt hơn. Những buổi tối sau giờ làm việc, anh ta thường ngồi xuống bàn cùng Minh An, kèm con học bài, những khoảnh khắc đó tạo ra hình ảnh một gia đình hạnh phúc, hòa thuận. Nhưng Ngọc San biết rõ mọi thứ chỉ là bề ngoài, cả cô và Lâm Chính đều đang tính toán những điều riêng trong cuộc hôn nhân này. Một buổi chiều, tiếng chuông điện thoại lại vang lên là anh Tuấn, Ngọc San bắt máy, giọng anh để thận trọng. San à, anh vừa điều tra thêm, hình như Lâm Chính đang đẩy nhanh việc bán căn hộ của Thu Huệ, anh ta có vẻ đang chuẩn bị bước đi tiếp theo đấy. Ngọc San im lặng một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh có chắc về chuyện đó không? Liệu có phải Lâm Chính đang muốn kết thúc với Thu Huệ Hay chỉ là tìm cách giấu cô ta đi Vì sợ mọi chuyện sẽ bị lộ Anh Tuấn hít một hơi dài Giọng trầm xuống Cả hai đều có thể Nhưng dựa vào những gì anh biết Anh ta đang phải đối phó với quá nhiều áp lực Công ty đang trong khủng hoảng Thu Huệ thì gây thêm rắc rối Có thể anh ta nghĩ rằng Đưa Thu Huệ đi xa sẽ giải quyết được vấn đề Tuy nhiên nếu anh ta vẫn chưa quyết định rõ ràng Đây là cơ hội của em đấy Ngọc San thở dài, trong lòng đầy bất an. Cô biết rõ Lâm Chính không bao giờ đưa ra quyết định mà không tính toán kỹ lưỡng. Nhưng việc anh ta đang tìm cách bán căn hộ của Thu Huệ chứng tỏ một điều, mối quan hệ giữa họ không còn như trước. Anh Tuấn, em lo rằng nếu Lâm Chính đưa cô ta đi, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Em cần phải nắm được chính xác những gì anh ta đang lên kế hoạch. Anh Tuấn gật đầu, dù đang ở đầu dây bên kia, giọng anh Trần An. Anh sẽ tiếp tục theo dõi nhưng xa à, em phải hành động nhanh, bây giờ là thời điểm quyết định. Chiều hôm đó, Ngọc San ngồi đối diện với anh Tuấn trong quán cà phê, không gian xung quanh như lắng động. Ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở vết đỏ trên cổ cô. Biểu cảm của anh thay đổi rõ rệt, đôi mắt tối sầm lại, mang theo một vẻ khó hiểu. Hai người đã hòa giải rồi sao? Ngọc San vô thức đưa tay lên che cổ, lòng đầy bối rối, khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Anh Tuấn khẽ cười, một nụ cười nửa miệng thoáng qua, đẩy tự diễu. Anh cứ tưởng, sau khi trải qua biến cố này, ít nhất em cũng sẽ trưởng thành hơn một chút, có chính kiến hơn một chút. Câu nói của anh như lưỡi dao găm vào tâm trí của Ngọc San, khiến cô giật mình nhớ lại quá khứ. Ngày ấy, khi cô đứng trước ngã rẽ của hôn nhân, mọi quyết định dường như đều được sắp đặt bởi bố mẹ. Lâm Chính là lựa chọn của họ và cô với suy nghĩ non nớt, chỉ biết nghe theo mà không mảy may suy nghĩ, anh Tuấn lúc đó đã cố gắng cảnh báo cô, đã nói với cô về sự lựa chọn trong tình yêu và hôn nhân, nhưng cô không lắng nghe, cô nghĩ hôn nhân cần nhất là sự ổn định và người mà bố mẹ chọn chắc chắn sẽ là người tốt. Anh Tuấn nhìn cô, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không lời, anh không cần phải nói ra, chỉ với ánh mắt nhìn đó, Ngọc San đã tự hiểu rằng cô đang đánh mất chính mình. Việc tiếp tục sống với Lâm Chính, dù biết anh ta phản bội, có lẽ trong mắt anh Tuấn là sự yếu đuối chấp nhận an phận. Bỗng nhiên, Ngọc San cảm thấy tội lỗi dâng trào trong lòng, đối diện với anh Tuấn, cô cảm thấy mình đang làm điều gì đó sai trái. Hình bóng của Lâm Chính và anh Tuấn trong lòng cô dường như đã hoán đổi mà cô không hay biết. Cô cảm nhận rõ sự thất vọng trong ánh mắt của anh Tuấn, dù anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Em nên suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân và con gái. Ngọc San hít một hơi sâu, vội vàng đáp. Nhất định em sẽ ly hôn với Lâm Chính, chỉ là không phải bây giờ. Khi nói, cô cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của anh Tuấn, nhận thấy lông mày anh dần giãn ra. Ngọc San cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ anh đã bớt đi phần nào sự thất vọng. Anh Tuấn nhìn cô một lúc rồi nói. Số cổ phần đứng tên Thu Huệ sẽ rất khó để đòi lại. Nhưng em có thể âm thầm chuyển những dòng tiền sau khi ly hôn và phân chia tài sản, em có thể ép Lâm Chính phá sản. Điều quan trọng là em cần phải tính toán kỹ lưỡng và không để lại dấu vết." Cô gật đầu, suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch này. "Anh nói đúng, đây có lẽ là cách duy nhất, nhưng em phải thật thận trọng." Anh Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng. "Đúng vậy, em cần sự bình tĩnh và kiên nhẫn, nhưng đừng lo, tôi sẽ ở đây giúp em." Em không cần phải tự mình đối mặt với tất cả. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự cảm kích và quyết tâm. Em sẽ làm theo kế hoạch và em sẽ không để anh thất vọng, anh Tuấn ạ. À. Hai ngày sau, Ngọc San hẹn anh trai mình là Ngọc Hưng trong một quán cà phê. Cô đã chuẩn bị sẵn nhiều lời lẽ để giải thích, nhưng trước khi cô kịp mở lời, Ngọc Hưng đã lên tiếng trước. Em không cần phải nói gì cả, San ạ. À. Anh biết em đang có chuyện khó khăn. Đừng lo, anh sẽ giúp. Ngọc San ngạc nhiên nhìn anh trai, không ngờ anh lại đoán được mọi chuyện mà cô chưa hề kể. Cô khẽ hỏi, "Anh biết hết rồi sao?" Ngọc Hưng gật đầu, giữ ánh mắt bình tĩnh, "Anh không biết chi tiết, nhưng từ khi em hỏi về chuyện chuyển nhà, anh đã đoán được. Anh không muốn ép em phải nói ra, em sẽ kể khi nào em sẵn sàng." Ngọc San cảm thấy sự lo lắng của mình dần tan biến, cô nhìn xuống thở dài, "Em không biết phải nói sao, mọi thứ đang quá rối ren." Ngọc Hưng nắm tay cô, giọng trầm, "Không sao cả đâu, điều quan trọng là em và Minh An sẽ ổn, anh sẽ giúp em chuyển nhà và lo mọi thứ cần thiết." Ngọc San gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, cô biết mình đã không phải đối mặt với tất cả một mình, anh trai cô đã lặng lẽ giúp đỡ mà không cần cô phải nhờ vả nhiều lời. Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Lâm Chính nhận được cuộc gọi từ Thu Huệ, anh ta liếc nhìn đồng hồ, biết đã đến giờ phải đi đưa ra lý do đi công tác đột xuất, Lâm Chính nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà. Ngọc San như mọi lần, không hỏi thêm điều gì, chỉ mỉm cười xã giao và dặn dò anh ta lái xe cẩn thận. Thực tế, Lâm Chính không hề đi công tác, anh ta lái xe thẳng đến bệnh viện, nơi Thu Huệ đang trong cơn đau đẻ. Khi anh ta bước vào phòng chờ, khuôn mặt anh căng thẳng nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui và hồi hộp. Bên ngoài phòng sinh, anh ta liên tục bước qua lại, đôi tay nắm chặt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước nhìn về phía cánh cửa phòng sinh. Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cửa phòng sinh mở ra, y tá bước ra với nụ cười trên môi. Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, là một bé trai kháu khỉnh. Lâm chính không giấu nổi niềm vui, gương mặt anh ta rạng rỡ, bước nhanh vào phòng, nơi thu hệ đang nằm trên giường, mệt mỏi nhưng hạnh phúc trong vòng tay cô, đứa bé nằm ngoan, đôi mắt khép hờ, làn da trắng hồng. Anh ta nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt đầy xúc động. Em vất vả rồi Huệ, cảm ơn em. Thu Huệ yếu ớt cười, cô khẽ thì thầm. Anh nhìn xem, thằng bé giống anh quá. Lâm Chính cúi xuống, nhìn vào khuôn mặt đứa trẻ, đôi mắt anh lấp lánh niềm tự hào. Anh ta không chở thêm nữa, nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho mẹ mình. Mẹ à, con có tin vui rồi, Mẹ vừa sinh một cậu con trai cả hai mẹ con đều khỏe ạ à. bên kia đầu dây giọng bà hạnh vang lên đầy vui mừng thật sao cháu trai của mẹ à trời ơi vậy là nhà mình có thêm một người nối dõi nữa rồi mẹ mừng quá lâm chính cười giọng anh phấn khởi vâng mẹ ạ à, con trai kháu khỉnh lắm mẹ sẽ thích nó ngay khi gặp thôi bà hạnh không giấu nổi sự phấn khích Còn như báo tin cho ba con nữa nhé ông bà ngoại của thằng bé chắc chắn sẽ vui lắm khi nghe tin này. Lâm Chính ngồi xuống cạnh Thu Huệ, mắt không rời khỏi đứa bé, anh ta khẽ nói vào điện thoại. Vâng, mẹ yên tâm, con sẽ báo cho mọi người, nhưng trước hết con muốn dành chút thời gian cho hai mẹ con Huệ đã, sau đó con sẽ bàn chuyện đăng ký hộ khẩu cho thằng bé. Đúng rồi, đăng ký ngay đi, phải chính thức đưa cháu vào gia phả nhà mình, cứ để mẹ lo liệu phần còn lại. Lâm Chính cúp máy, gương mặt vẫn tràn ngập niềm vui nhưng đâu đó trong lòng anh ta vẫn có một cảm giác bất an len lỏi những bí mật những dối trá giữa anh và thu huệ vẫn treo lơ lửng trực chờ bị phát hiện nhìn xuống thu huệ anh ta cố gắng che giấu lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi huệ ạ à? từ giờ chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt anh sẽ lo hết mọi chuyện thu huệ gật đầu đôi mắt đượm chút mệt mỏi nhưng để tin tưởng vào lời nói của lâm chính trong khoảnh khắc này, họ chỉ còn nghĩ đến tương lai với đứa con trai mới chào đời mà không biết rằng cuộc sống phía trước sẽ không hề dễ dàng như họ nghĩ. Ngọc San đứng ngoài hành lang bệnh viện, quan sát qua cửa kính cảnh tượng bên trong. Lâm Chính ngồi cạnh Thu Huệ, kiên nhẫn dụ cô ta uống nước. Thu Huệ trông mệt mỏi sau một ngày đêm sinh nở, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt cô ta không hề giảm đi. Ánh mắt Thu Huệ lướt qua cửa kính, nhìn đến Ngọc San, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chuyển sang khiêu khích và đầy đắc thắng. Ngọc San đẩy cửa bước vào, nụ cười nhạt nở trên môi, Lâm Chính vừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của vợ, sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt. Anh đứng bật dậy, chiếc bát canh trong tay trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng choang vang khắp phòng bệnh. San, sao em lại ở đây? Lâm Chính lắp bắp, rõ ràng đang cố nghĩ cách biện minh. Ngọc San bước tới bình thản đáp Em họ sinh con Sao anh không báo cho em biết Giọng cô nhẹ nhàng Nhưng ẩn chứa sự mỉa mai không thể che giấu Ngọc San đặt một hộp quà lên tủ đầu giường Như thể cô chỉ là người đến thăm bình thường Lâm Chính lo lắng nhìn vợ Ánh mắt đầy sự bối rối Thu Huệ nhìn cảnh thượng trước mặt Khẽ nhếch môi Giọng đầy mỉa mai Tôi không nghĩ Chị lại có lòng đến thăm thế này Chị quả là người biết cách chịu đựng ngọc san không quay lại đáp lời mà tiến đến bên nôi đứa bé cô bế đứa trẻ lên nhìn nó với vẻ mặt chiều mến rồi sau đó nhìn thẳng vào lâm chính giọng đầy lạnh lẽo anh giải thích đi căn phòng chìm trong im lặng lâm chính cố gắng tìm từ ngữ nhưng từ trước đối mặt với hai người phụ nữ anh ta trở nên lúng túng thu huệ lần này cũng chuyển ánh mắt sang anh ta chờ đợi câu trả lời lâm chính lắp bắp sa à! Chuyện này không phải như em nghĩ đâu." Anh Ngọc San cười nhạt cắt ngang. "Không như em nghĩ, để xem nào, gần đây không phải lần đầu tiên em gặp Thu Huệ đâu." Nghe vậy, Lâm Chính giật mình, miệng há hốc không biết phải nói gì. Ngọc San bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ lần đầu tiên cô phát hiện anh ta đón con cho đến những lần gặp Thu Huệ, nhưng cô đã cố tinh tế thêm thắt một vài chi tiết, khiến câu chuyện trở nên kịch tính hơn sau khi kể xong, ngọc san giả vờ như không thể chịu nổi nữa, hỏi một cách đầy đau khổ: anh à, vợ chồng mình còn đang có ý định sinh thêm con nữa mà, không phải anh đã hồi tâm chuyển ý sao? hay anh định bỏ rơi mẹ con em? lâm chính vô cùng bối rối, vội vàng đứng dậy, tiến đến kéo tay ngọc san: san à, anh xin lỗi em, nhưng mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em và con gái giọng anh ta hạ thấp nhưng thu huệ vẫn nghe thấy cô ta lập tức hét lên anh nói vậy là sao không bỏ rơi cô ta chẳng lẽ anh định bỏ rơi tôi và con lâm chính nhíu mày nhìn thu huệ sao em lại ăn nói như vậy cô ấy vẫn là vợ anh mà lời nói này như một ngọn lửa đốt cháy tâm trí của thu huệ cô ta bật dậy khỏi giường không do dự tắt mạnh vào mặt lâm chính thu huệ gào lên mặt đỏ bừng vì tức giận anh là đồ khốn nạn. Tôi đã sinh cho anh hai đứa con trai, chịu bao nhiêu khổ cực. Vậy mà anh lại vẫn còn muốn dây dưa tiếp với vợ anh sau lưng tôi. Ngọc San đứng im, quan sát cuộc đối đầu giữa hai người. Cô biết phụ nữ sau sinh thường rất nhạy cảm và dễ xúc động. Cho dù tâm cơ của tu Huệ có sâu đến đâu, cô ta cũng không thể giữ được bình tĩnh trong tình cảnh này. Ngọc San cười lớn, nụ cười mỉa mai Thu Huệ. Cô nực cười quá đấy, em họ à. Trần đời, có ai tiểu tam lại đi cấm chồng người khác quan hệ với vợ họ không? Chuyện này mà nói ra, thiên hạ họ phỉ nhổ vào mặt cô đấy." Thu Huệ giận run người, vì nghĩ tới việc cô mang nặng đẻ đau vậy mà Lâm Chính lại về nhà ân ái với vợ sau lưng cô ta, vốn cô ta quá ảo tưởng sức mạnh, cô nghĩ Lâm Chính yêu cô ta không thể dứt bỏ được, khi cô ta có trong tay hai đứa con trai cho nhà họ Vũ Lâm. Căn phòng trở nên căng thẳng tột độ lâm chính luống cuống không biết phải nói gì để xoa dịu cả hai người phụ nữ ngọc san vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhẹ nhàng vỗ vai anh ta già hiệu giữ im lặng cô bước đến bên giường cúi xuống dìu thu huệ ngồi xuống dưới đất lạnh lắm cô không muốn bị ốm thì ngoan ngoãn nằm lên giường đi đừng xúc động như vậy giọng nói quan tâm của ngọc san khiến ánh mắt của lâm chính thay đổi lâm chính nhìn vở với vẻ áy náy trong khi thu huệ tức điên lên nhưng không thể nói được lời nào ngọc san không để cô ta kịp phản ứng tiếp tục dù hai người đã lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm qua nhưng đứa bé không có tội hôn nhân của tôi cũng không có tội tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng mọi thứ phải được giải quyết cô nhìn thẳng vào mắt thu huệ nói tiếp đứa bé là con nhà họ vũ nên sẽ được đưa về quê cho ông bà nội nuôi tôi sẽ cho cô một số tiền lớn để cô bắt đầu lại cuộc sống mới cô có thể mở công ty hay làm gì cũng được. Nhưng điều kiện là cô phải rời xa chồng tôi. Thù Huệ bật cười khẩy, giọng mỉa mai. Cô nghĩ tôi chỉ là cái máy đẻ con sao? Tôi sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Ngọc San nhướng mày. Cô nghĩ rằng anh ta sẽ ly hôn và cưới cô sao? Một người đàn ông đã ở bên cô suốt 10 năm nhưng chưa bao giờ chính thức cưới cô. Cô nghĩ anh ta làm vậy vì yêu cô thật à? lời nói của ngọc san như dao đâm vào lòng thu huệ cô ta trừng mắt nhìn lâm chính đầy sự oán hận bất ngờ thu huệ hét lên anh ta chỉ cưới cô vì nhà cô có tiền thôi bây giờ cổ phần công ty đều ở trong tay tôi người phải cút đi chính là cô đấy lâm chính hoảng hốt bước tới bịt miệng thu huệ nhưng không kịp ngọc san nhìn anh ta với vẻ đầy thất vọng thật thế sao bây giờ tôi sẽ đến công ty kiểm tra nếu đúng như những gì cô ta nói, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa." Ngọc San không nói thêm một lời, cô quay người rời khỏi phòng, Lâm Chính vội vã đuổi theo, chụp lấy cánh tay cô. "San, đợi đã." Giọng anh ta lấp đầy sự hoảng loạn. Ngọc San khựng lại, nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, cô không nói gì, chỉ chờ đợi. "Anh biết anh đã sai, anh có lỗi với em. Anh đang cố gắng bù đắp mọi thứ cho em mà." Ngọc San vẫn im lặng. Ánh mắt cô không lay chuyển, như bị thúc ép bởi sự im lặng đó. Lâm Chính bắt đầu thú nhận, giọng anh ta lúng túng và gấp gáp. Anh đã mua biệt thự ở thành phố lân cận. Đúng như em biết, anh định đưa cả gia đình đến đó nếu công việc kinh doanh thất bại. Căn hộ của Thu Huệ, anh muốn bán để dứt khoát với cô ta. Mọi chuyện chỉ vì anh đang cố gắng giữ lại gì đó cho mình và em. Anh không muốn mất tất cả. Ngọc San nhíu mày, nhưng không nói lời nào để mặc cho anh ta nói tiếp cô ta đã về quê và kể hết mọi chuyện với gia đình anh giờ đây họ hàng của anh biết rõ anh có hai đứa con riêng bố mẹ muốn nhận cháu trai nhưng lại sợ đối mặt với dư luận nên không dám công khai bây giờ cả nhà đang thúc anh chấm dứt với thu huệ để bảo vệ danh tiếng của gia đình gia đình anh chỉ mong nhận lại đứa con thôi ngọc san thoáng nhếch môi cười nhẹ một nụ cười không mang chút cảm xúc cô nhìn thẳng vào mắt lâm chính ông bà thích cháu trai như vậy nhưng làm sao cho nó theo họ vũ được đây lâm chính ngập ngừng cố gắng nói anh anh đã âm thầm đăng ký hộ khẩu cho đứa con trai lớn rồi nhưng với đứa con nhỏ anh nghĩ anh có thể bàn bạc với em để nó vào hộ khẩu của gia đình mình anh chỉ chỉ muốn giữ lại một gia đình trọn vẹn ngọc san khẽ lắc đầu nụ cười mỉa mai vẫn trên môi gia đình trọn vẹn ư anh đang nói đến cái gì vậy? Một gia đình với anh, em, con gái của chúng ta và hai đứa con riêng của anh. Anh thực sự nghĩ rằng tất cả những gì anh làm đều là vì gia đình? Lâm Chính cảm thấy mặt mình nóng bừng, anh ta cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của vợ. Ngọc San thở dài, giọng cô tràn đầy sự thất vọng. Anh không chỉ tàn nhẫn với em đâu, mà ngay cả với Thu Huệ, người đã sinh cho anh hai đứa con, anh cũng sẵn sàng bỏ rơi mọi thứ với anh chỉ là tính toán, lợi ích và danh tiếng. Anh thực sự nghĩ rằng mình có thể cứu vãn được mọi thứ bằng cách bịa ra những lời dối trá sao? Lâm Chính hoang mang. Không phải như em nghĩ đâu, anh đã sai, nhưng anh đã cố sửa chữa mọi thứ. Ngọc San không để anh nói thêm nữa, cô ngắt lời. Anh nghĩ rằng việc cắt đứt với Thu Huệ sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Anh quên mất rằng chính anh đã bắt đầu tất cả những dối ghen này. Anh tưởng có thể bù đắp bằng cách bán căn hộ của cô ta, bỏ lại mẹ con họ với một tấm thẻ ngân hàng và tiếp tục sống như thể không có gì xảy ra. Lâm Chính sững lại, không còn lời nào để biện minh. Anh ta biết Ngọc San không còn là người phụ nữ yếu đuối mà anh ta từng nghĩ. Em... Lâm Chính ngập ngừng. Anh đã sai, nhưng nhưng anh không muốn mất em. Ngọc San cười nhạt anh chỉ lo sợ mất tài sản thôi lâm chính anh không bao giờ nghĩ về cảm giác của người khác anh muốn em giữ im lặng để bảo vệ danh tiếng của anh và gia đình anh đúng không lâm chính níu lấy tay ngọc san cầu xin anh xin lỗi hãy tha thứ cho anh một lần này thôi ngọc san rơi nước mắt được rồi em sẽ vì con mà cho anh một cơ hội nhưng em muốn anh chứng minh bằng hành động thay vì những lời nói dù cảm thấy ghê tởm Ngọc San vẫn giả vờ như bị cảm động trước sự hối hận của anh ta, cô cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt để làm cho câu chuyện trở nên thuyết phục hơn và thật bất ngờ, Lâm Chính hoàn toàn tin tưởng vào sự thông cảm của cô. Sau khi Lâm Chính ký xong giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, anh ta ngước lên nhìn Ngọc San với ánh mắt đầy hy vọng, trong đầu anh ta, mọi thứ đã đi đúng kế hoạch và anh tin rằng vợ mình sẽ đồng ý quay lại bên anh cùng nhau vực dậy công ty, nhưng khi thấy Ngọc San lấy ra thêm một tập hồ sơ khác, anh ta thoáng bối rối. "Em còn gì nữa sao?" Lâm Chính hỏi, giọng không giấu nổi sự lo lắng. Ngọc San không nói gì, chỉ từ từ mở tập hồ sơ và lật từng trang. Lâm Chính nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc cùng những hình ảnh chụp lại các bằng chứng về việc anh ta ngoại tình. Trong giây phút đó, mặt anh ta biến sắc, không khí trong phòng như ngưng lại. Em, em định làm gì vậy? Lâm Chính lắp bắp, giọng run rẩy. Ngọc San nhìn anh ta với ánh mắt điểm tĩnh, như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của cô từ lâu. Anh thực sự nghĩ em sẽ dễ dàng tin vào những lời hối lỗi của anh sao? Đây là bằng chứng về việc anh đã phản bội em và có con riêng với Thu Huệ trong suốt những năm qua. Những chứng cứ này đủ để đâm đơn ly hôn và khiến anh mất tất cả. Lâm Chính sửng sốt, mặt tái xanh anh ta vội bước tới đôi mắt tràn đầy hoảng loạn san em đang làm cái gì vậy chúng ta đã có thể quay lại như trước anh đã chuyển nhượng cổ phần đã nghe theo mọi yêu cầu của em mà em không thể làm thế này được ngọc san bình thản lắc đầu không thể sao anh nghĩ rằng sau tất cả những gì anh làm tôi sẽ lại mù quáng đứng bên cạnh anh sao tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh tự mình phá hủy nó từ lâu rồi lâm chính Lâm Chính bước lùi lại, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Sau một hồi im lặng, anh ta nhìn chằm chằm vào Ngọc San, giọng nói cứng lại đầy giận dữ. Em đã bế đứa bé để lấy mẫu ADN làm xét nghiệm huyết thống đúng không? Ngọc San gật đầu, không chút chần chừ. Đúng vậy, tôi không bao giờ để mình rơi vào những tình huống mà không có bằng chứng. Anh nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho mọi thứ trôi qua mà không kiểm chứng sau lâm chính đứng chết lặng tay run rẩy tại sao tại sao em lại phải làm thế này chúng ta đã từng có gia đình từng hạnh phúc mà ngọc san thở dài không còn giận dữ chỉ còn lại sự lạnh nhạt đúng vậy chúng ta từng có hạnh phúc nhưng anh đã hủy hoại nó còn bây giờ tôi chỉ đang đòi lại những gì thuộc về mình thôi tất cả những bằng chứng có được cô đã gửi lên tòa án nhanh chóng tòa án đưa ra phán quyết rồi cuối cùng anh ta miễn cưỡng cúi đầu ký vào tờ đơn ly hôn mà Ngọc San đưa ra. trong lòng Ngọc San biết rằng cô đã thắng nhưng không hề cảm thấy hả hê. đó chỉ là sự chấm dứt một chuỗi ngày dài đẫm nước mắt và phản bội. bước ra khỏi phòng Ngọc San nhẹ nhõm thở vào. mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Ngọc San bước ra khỏi tòa án, tay cầm chặt tờ ly hôn. Nhưng bước chân của cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết Trận chiến dài và đau đớn này Cuối cùng đã kết thúc Và cô là người nắm giữ quyền kiểm soát Trước đó Khi Ngọc San và Lâm Chính đứng đối diện nhau ở tòa án Lâm Chính tỏ ra lúng túng Sau khi ký vào đơn ly hôn Anh quay sang Ngọc San Ánh mắt đầy sự giận dữ và thất vọng Em cuỗm sạch tiền của anh Thế mà gọi là chia tay trong em đẹp sao Giọng Lâm Chính đầy vẻ mỉa mai Ngọc San bình thản nhún vai ít nhất tôi để lại cho anh một con đường sống nhưng anh có bao giờ nghĩ đến việc để lại một con đường sống cho mẹ con thôi không câu nói cuối cùng của ngọc san như một nhát dao đâm thẳng vào lâm chính anh ta cúi đầu im lặng không còn gì để biện minh mọi lời bào chữa giờ đây đều vô nghĩa sau vài phút im lặng lâm chính thở dài giọng nghẹn lại anh đã sai nhưng em vẫn quá tản nhẫn xa nạ Ngọc San đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Tôi tàn nhẫn hay là anh đã tàn nhẫn với tôi trước? Cuộc sống này là một ván cờ lâm chính và anh đã thua. Khi Ngọc San bước ra khỏi tòa án, cô nhìn thấy anh Tuấn đang đứng chờ ở cửa. Cuối cùng, sau bao năm anh ở bên cạnh cô, Ngọc San cũng có thể cho anh một câu trả lời xứng đáng. Ngọc San cầm tờ đơn ly hôn trong tay, mỉm cười. Để anh đợi lâu rồi. Anh Tuấn bước đến, vòng tay ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng nói: "10 năm cũng không phải là quá dài." Vừa lúc đó, Lâm Chính bước ra sau họ, ánh mắt anh ta lập tức bắt gặp cảnh tượng ấy, sắc mặt anh ta tối sầm lại nhưng không nói lời nào. Lâm Chính giữ lại chút thể diện cuối cùng cho mình, rồi xoay người lặng lẽ rời đi. Bố mẹ của Ngọc San khi biết tin cô ly hôn với Lâm Chính, họ cũng không hỏi nhiều với sự giúp đỡ của anh trai ngọc san đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa từ việc chuyển nhượng cho con gái đến việc cả gia đình chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu lại cuộc sống sau một năm tìm hiểu và ở bên cạnh anh tuấn ngọc san quyết định dẫn anh về ra mắt gia đình không lâu sau đó cô bước vào cuộc hôn nhân thứ hai con gái của cô và anh tuấn nhanh chóng hòa hợp nhưng chuyện chồng cô với thu huệ có con riêng thì cô và chồng thống nhất không nói cho con gái biết vì cô không muốn con gái bị tổn thương và có suy nghĩ không tốt về bố nó cô chỉ nói rằng cô và chồng không còn chung đường nữa con bé rất hiểu chuyện và không bao giờ hỏi về những rắc rối giữa người lớn mỗi tháng ngọc san vẫn đưa con gái về thăm bố và ông bà nội những kỳ nghỉ cô cũng không cản trở con bé về chơi với họ mặc dù giữa người lớn có nhiều ân oán nhưng Ngọc San hiểu rằng không có gì có thể ngăn cản tình cảm giữa con cái và người thân ruột thịt. Không lâu sau khi kết hôn với anh Tuấn, Ngọc San mang thai và sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Cuộc sống mới của cô tràn đầy niềm vui và hạnh phúc với sự yêu thương của một người đàn ông tử tế và một gia đình êm đềm gắn kết. Dù là gia đình tái hôn nhưng Ngọc San cảm nhận được sự hòa thuận và niềm vui của gia đình nhỏ. Trong khi đó, sau khi ly hôn ngọc san đã để lại cho lâm chính một khoản tiền đủ để làm lại từ đầu tuy nhiên anh ta không quay trở lại thương trường mà chọn làm nhân viên văn phòng tại một công ty nhỏ thỉnh thoảng đầu tư nhỏ lẻ sau khi ngọc san sinh con cuối cùng lâm chính cũng kết hôn với thu huệ nhưng theo lời mẹ chồng cũ của cô nói chuyện thì cuộc sống của họ không hạnh phúc thường xuyên xảy ra cãi vã thu huệ có tham vọng lớn khao khát cuộc sống giàu sang và quyền lực nhưng Lâm Chính không còn khả năng đáp ứng được điều đó. Dù Ngọc San đã để lại cho Lâm Chính một khoản tiền, nhưng tai tiếng từ cuộc hôn nhân đổ vỡ đã lan rộng, sự phản bội của Lâm Chính và cách anh ta tính toán với Ngọc San, người vợ đã cùng anh gây dựng sự nghiệp từ con số 0, đã khiến nhiều người đánh giá thấp nhân phẩm của anh ta. Trong giới kinh doanh, không ai muốn hợp tác với Lâm Chính nữa. Dù đã trở thành nhân viên văn phòng, anh ta vẫn khó được trọng dụng và con đường thăng tiến gần như bị chặn đứng mãi mãi. Thời gian trôi qua, một ngày trước khi con gái của Ngọc San chuẩn bị lên đường du học, con bé bất ngờ thổ lộ với mẹ rằng: "Mẹ à, thật ra con đã biết từ lâu rồi, dì Thu Huệ sống ngay tại khu chung cư nhà mình và con cũng biết bố còn có hai đứa con trai." Lời nói ấy khiến Ngọc San sững người, bởi suốt bao năm qua, cô luôn nghĩ mình đã bảo vệ con bé khỏi những chuyện này, cô không ngờ rằng con gái mình đã biết tất cả từ rất lâu. Con bé mỉm cười ôm Ngọc San thật chặt. "Mẹ à, cảm ơn vì mẹ đã luôn bảo vệ con và cảm ơn bố Tuấn vì đã coi con như con gái ruột." Nghe những câu nói ấy, Ngọc San không thể kìm được nước mắt, trong mọi cuộc hôn nhân đổ vỡ, người chịu tổn thương nhiều nhất luôn là con cái. Dù cô đã cố gắng hết sức để bảo vệ con, nhưng cô biết trong lòng con bé chắc chắn vẫn có những vết thương không thể xóa mờ. Cô cũng không khỏi nghĩ về hai đứa con trai của Lâm Chính và Thu Huệ. Những đứa trẻ vô tội phải lớn lên dưới ánh nhìn soi mói và những lời đàm tiếu của xã hội. Mặc dù Ngọc San có chút áy náy, nhưng nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ trả thù. Không chỉ vì sự phản bội của Lâm Chính, mà còn với bản thân cô, vì con gái cô và tất cả những gì mà Lâm Chính đã gây ra. Đôi khi, cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải đứng lên đòi lại công bằng, dù điều đó có thể để lại những tổn thương sâu sắc. Các bạn thân mến, chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi, một câu chuyện rất hay phải không quý vị và các bạn? Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.